Đến với live stream của Duẩn trong buổi trưa ngày hôm nay. Chào bạn Nam nhá, chào bạn Hoa, chào bạn Huyền, chào bạn Quyền Linh, chào bạn Hiếu nhá, chào bạn Vũ Đức Thuần, chào bạn Siêu nhá. Chào mừng các bạn đã xem live stream của Duẩn. Trong cái buổi live stream này, Duẩn đã chia sẻ về chủ đề đó là làm thế nào để live stream kiếm tiền hiệu quả. Làm thế nào để kiếm được vài chục triệu đồng từ một phiên live stream không hề khó khăn thế nào, kể cả anh chị em là kênh mới. Duẩn gần đây có nhiều học viên của mình tài khoản vừa mới lập, shop vừa mới lập mà livestream lần đầu tiên có 2.800 người xem cùng một thời điểm. Bao nhiêu bạn mong muốn là gì ạ? Kênh vừa mới lập, chưa thèm đăng video nào luôn, chưa hề gì có người follow nào luôn, nhưng mà livestream có được 2.800 người đang xem livestream cùng một thời điểm. Nếu bạn nào muốn nghe cái điều này có thể ghi số 1 được không ạ? Chào bạn Dược Tý Thủy Xoan, chào bạn An Nguyễn Thi, chào bạn Quyên Phương, chào bạn Dược Sĩ Huyền Ly. Chào mừng tất cả các bạn đang xem live stream nha. Bạn nào đang xem live stream của Duẩn hãy để lại số 1 để Duẩn biết bạn là ai, Duẩn chào đúng không ạ? Xin chào bạn Phượng Sĩ Phạm Thùy Trang, chào bạn Thùy Trang, chào bạn Cao Minh Trường. Thì ngày hôm nay Duẩn live stream với chủ đề đó là gì ạ? Hỏi gì đáp đó về live stream. Làm thế nào để biến cái việc live stream này trở thành gì ạ? Công việc chính giúp mình kiếm rất nhiều tiền. Và bắt đầu Duẩn chia sẻ này. Đâu? Bằng chứ à? Ok. Thì hai cái này ổn đúng không? Duẩn như này, để bỏ cái này ra. Rồi, bây giờ làm như sau nhá. Duẩn như này, và Duẩn sẽ tháo này ra. Tất nhiên nó được không ạ? Cả nhà nghe rồi một chút. Xem là chuyện ok. Thì đầu tiên này, xin chào 147 anh chị em đang xem livestream nhá. Hãy Duẩn thả tim đúng không ạ? Hãy Duẩn thả tim nhá. Ấn hai tay màn hình, hôm nay Duẩn nhiều phần quà lắm. Duẩn có 4 phần quà dành tặng cho tất cả mọi người đã xem livestream. Rồi, bao nhiêu người có nhận quà không ạ? Ai muốn nhận quà thì ghi là quà nhá. Bao nhiêu người muốn nhận quà ghi là quà. Vẫn là vậy. Không có lý nào làm nhỉ? Thích là ok rồi. Làm không làm được mà đúng không? Thế làm mà. Ok, rồi. Để biết có thế là ok. Bây giờ quà tặng này, anh chị em nào muốn nhận quà không ạ? Muốn nhận quà ghi là quà nhá. Xin chào 191 người đã xem livestream của Duẩn. Hello cả nhà, hãy thả tim cho Duẩn lên chị ạ. 1.000 tim được không ạ? Giúp Duẩn thả tim lên 1.000 tim đi. Duẩn sẽ có 5 phần quà vô cùng đặc biệt dành cho tất cả mọi người đang xem live stream. Duẩn thả tim lên 1k tim nhá. Lên 1k tim và Duẩn sẽ live stream cho bằng 1 tiếng rưỡi. Duẩn sẽ chia sẻ tất cả những bí kíp làm thế nào để kiếm được vài chục triệu đồng trong một phiên live stream. Bản thân Duẩn đã kiếm được 36 triệu đồng trong một phiên live stream. Đây là lợi nhuận tiền mặt luôn. Tổng lợi nhuận sau 1 tiếng rưỡi. Thì bạn nào muốn kiếm được tiền thì ghi số 1 được không ạ? Ghi số 1 nhá. Cái số 1 để Duẩn nhận gửi quà. Cảm ơn các bạn đã thả tin rất là nhiều. Rồi, phần quà đầu tiên Duẩn muốn tặng như sau. Đó là ebook live stream đỉnh cao. Cái này là Duẩn đi tổng hợp ở khắp mọi nơi. Duẩn học những người thầy hàng đầu ở Việt Nam, những người thầy hàng đầu ở Trung Quốc và tham gia rất nhiều những buổi live stream. Duẩn đã tổng hợp sẵn thành tài liệu rồi. Bao nhiêu người muốn nhận không ạ? Nếu muốn nhận ghi số 1. Và bạn nào là trợ lý của Duẩn thì hãy gì ạ? Hãy gửi quà tặng này cho bạn nào đang xem live stream. Các bạn nhớ follow kênh và nhắn tin cho Duẩn nhá. Duẩn gửi quà luôn. Rồi, Duẩn bắt đầu gửi quà này. Bao nhiêu người bạn muốn nhận quà không ạ? Duẩn bắt đầu tặng quà nhá. Đây, Duẩn sẽ ngồi đây, em sẽ giúp anh gửi quà nhá. Bạn nào nhắn tin đi ạ, nhắn tin gửi quà nhá. Các bạn nhắn tin đi ạ, đây là phần nhắn tin này. Các bạn ơi, hãy nhắn tin cho Duẩn nhá. Ấn follow kênh và nhắn tin, lập tức có quà. Các bạn nhớ nha. Nhắn tin cho Duẩn đi ạ, Duẩn gửi quà nhá. Duẩn chưa thấy ai cả. Các bạn nhắn tin à, bước 1 follow kênh, bước 2 nhắn tin. Đây, các bạn nhìn này, đây là trang chủ Duẩn đây đúng không? Trang chủ đây này. Ấn vào avatar này. Ấn vào kênh của Duẩn ở đây. Ở đây có nút nhắn tin không chị? Nhắn tin này được chưa? Ấn ô nhắn tin này, ấn bật, ấn quà được không? Đấy, các bạn bước 1 là ấn follow kênh của Duẩn, bước thứ 2 là nhắn tin, bước thứ 3 là quà nhá. Ok cả nhà, bắt đầu gửi quà này. Duẩn đã có sẵn ở đây là tài liệu về live stream đúng không? Đây, Duẩn sẽ gửi nhá. Ai đã nhắn tin rồi? Ai đã nhắn tin rồi ghi là đã nhắn tin được không ạ? Bạn nào đã nhắn tin rồi ghi là đã nhắn tin. Đây. Tí hai em cho anh gửi anh này. Bất kỳ anh nhắn tin anh gửi hai này cho anh nhá. Được chưa? Rồi.
bạn nào đấy, bạn nào đúng không ạ? Tài khoản của em ấy đâu rồi, của Phương đâu, của Phương đâu nhỉ? Chưa thấy đồng hành. Em không nhắn tin với ông ta đâu. Đây nhá, Ngọc Trinh, Ngọc Chỉnh nha, gửi qua này, em nhắn tin hai nhá, có thể chưa loát được nhá, loát lại lần nữa chưa, loát lại lần nữa này thì gửi anh nhá, được chưa, gửi hai quà tặng này cho anh. Bạn nào nhận được quà ghi đáp nhận quà nhá. Đấy, quà tặng này là gì ạ? Bí kíp đỉnh cao của livestream luôn. Rồi đã mất rất nhiều công sức để đi tổng hợp ở trong nước quốc tế về luôn. Bạn nào chỉ cần nhận, muốn nhận, ghi là muốn nhận thôi. Lập tức có quà nhá. Xin chào 66 bạn đang xem livestream. Hãy thả tim nhá. Rồi sẽ gửi quà cho. Rồi, ở nhà nhá, cả nhà Duẩn nhắn tin. Rồi, like này. Phần 2 này, đây. Duẩn gửi hai phần quà này. Nhắm lại cho nhá, lo lại là sẽ có, được chưa? À, quên mất rồi bị nhầm, từ từ sau nhắn tin xong này rồi bị nhầm, nhắn tin xong mình mà xin nhận, mình xin người ta cái nhận thông tin để gửi quà đúng không, không phải tự nhiên mà nhận quà ngay đúng không, đây này đúng không, rồi thì cái này mình không được nhận, không được show đâu nha chị nhá, trong livestream không nói này phải không, không được chuyển sang đúng rồi, nhưng mình được quyền này, ở trong phần nhắn tin đấy, trong phần nhắn tin mình quyền như này, khi mà người ta muốn nhận quà bỏ người ta nhắn tin xong cho mình thông tin gửi quà phải không, cả nhà nhìn thấy không ạ, nhìn màn hình không, thấy chưa, lấy cái này cho gửi quà nhá. Rồi bạn yên tâm, bất kỳ bạn nào mà nhắn tin đấy đều có quà hết rồi chưa, rồi sẽ không bỏ bất kỳ ai. Các bạn bước một là gì ạ, thả tim, bước hai là follow kênh, bước ba là nhắn tin bắt đầu rồi gửi quà. Đây là phần quà đầu tiên. Xin chào 64 bạn đang xem livestream, bạn nào gì ạ chưa nhận quà thì một chút nữa chuẩn giá gì ạ, gửi quà cho bạn nhá. Rồi đầu tiên, phần quà đầu tiên này, phần quà thứ hai này chuẩn tặng cho bạn như sau, đó là các bộ câu lệnh ChatGPT, bộ câu lệnh ChatGPT để bạn có thể làm nội dung thật là hay. Ok, đặc biệt này, một phần quà này mà trước giờ chuẩn chưa bao giờ tặng bao giờ luôn, chưa bao giờ tặng, chỉ đây là lần đầu tiên chuẩn tặng quà thôi. Phần quà số 3 này, đó là bộ các cái bí kíp xây kênh thần tốc, 46 cái bí quyết xây kênh thần tốc, đây không phải video nhá, đây là ebook xây kênh thần tốc, có nghĩa là xây rất là nhanh, làm thế nào để trong một tháng bạn có thể tiếp cận được với lại 30 triệu người. Bản thân Duẩn đã học xong, đã viết thành ebook rồi, bạn nào muốn nhận thì nhắn tin. Đây là 3 phần quà, các bạn ghi số 3 đúng không ạ? Hãy ghi số 3 nếu các bạn muốn nhận 3 phần quà này. Bây giờ bên trợ lý sẽ check tin nhắn, sẽ gửi qua quà các bạn nhá. Rồi 3 phần quà này, đây, chuẩn gửi luôn này. Một phần quà nữa, rút chuẩn như sau. Đây các bạn đây. Đây là gì ạ? Bí kíp chuẩn sẽ tặng cho bạn. Các bạn sẽ gì ạ? Học và làm theo nhá. Rồi. Đây giúp anh này nhá. Rồi ok đấy. Rồi ok. Ok đấy rồi ok. Thì một vài thông tin nhá. Rồi tiếp tục này, sau nhá cả nhà. Xin chào rất nhiều bạn đã xem livestream của Duẩn, các bạn nào đang gì ạ, đang thả tim gì ạ, cứ thả tim nhá, gửi quà nhá. Ok rồi, Duẩn tiếp tục này, tiếp tục bắt đầu luôn này. Bây giờ bắt đầu mình vào thực tế luôn, là mình làm thế nào để mình livestream được, làm thế nào để mình bán được hàng trên livestream. Thì đầu tiên mình làm gì cũng vậy, bắt đầu bằng câu chuyện nhá, cả nhà ghi nhận câu chuyện. Mình làm livestream và mình không biết nói cái gì hết đấy. Cái đầu tiên mình kể chuyện đi. Thì đầu tiên Duẩn sẽ kể câu chuyện bản thân mình về cái việc làm livestream này. Bắt đầu từ năm 2019, rồi bắt đầu đi học phát triển bản thân. Thì thầy Duẩn bắt đầu bỏ là gì ạ? Anh em ơi, lên livestream đi, cầm điện thoại livestream đi, rồi bắt đầu lập tức làm livestream. Ở trong cái phiên livestream này của Duẩn, ai đã từng livestream rồi với tôi đúng không ạ? Hoặc bạn nào trong lớp học này có thể giơ tay hoặc xem trước, hoặc xem livestream, xem livestream lại luôn. Thì ai đã từng livestream với tôi thì bắt đầu từ bước đầu tiên chúng ta bắt đầu nhỉ, bắn tôi trong mình gọi là livestream bắn tôi đúng không ạ? Đấy thì bạn nào đã từng livestream với tôi đúng không ạ? Thì bản thân Duẩn trước đây cũng không biết livestream là gì hết đấy, và bắt đầu thầy Duẩn nói là mày livestream đi, rồi bắt đầu livestream. Và khi mình livestream mình như sau này, mình về nhà mình muốn livestream nhưng mà mình không nói gì. Bao nhiêu bạn ở trong phiên livestream này nhỉ, livestream có nói gì không? Thì bắt đầu rồi không biết làm gì hết, rồi đọc sách. Đọc sách chẳng ai nghe đâu, bởi mình đọc nó không có gì cả. Mình đọc được một đoạn trước,
người thứ hai người ta vào, người ta đâu nghe nói trước thì người ta đâu hiểu đâu, không hiểu sao người ta nghe đúng không? Nhưng mình không biết gì hết thì mình đọc sách cũng được, đọc sách để kết thúc một cái live stream đấy, cái người họ vào sau cùng ấy, kết thúc live stream rồi ấy, họ sẽ hiểu từ đầu đuôi đúng không? Đúng không? Thì vậy nó sẽ hay. Vậy là cái con đường đầu tiên để làm live stream ấy, người đọc sách, không biết làm gì thì gì ạ? Phải là gì ạ? Đọc sách, không biết làm gì thì ạ? Ngồi kể chuyện được không? Mục đích của mình là luyện live stream thôi, luyện cho nó hay thôi. Ok mà nhà, tôi luyện hay nhá, câu chuyện như này. Và bản thân Duẩn live stream trong 2 năm trời không kiếm được tiền, bởi vì mình làm live stream một đất mình chưa kiến thức, mình là một người là gì ạ? Không giỏi kinh doanh, mình là một người lái taxi, mình làm live stream không có ma nào xem hết đấy, không ai mua hàng được hết. Nhưng mà từ năm thứ 3 trở đi là có tiền, bởi vì thông qua 2 năm vừa rồi mình luyện rất nhiều kiến thức rồi, mình nhớ rất nhiều bài rồi, mình đã biến kiến thức trong live stream thành thực tế rồi, và bắt đầu người ta sẽ bắt đầu mua hàng của mình. Ok cả nhà, rồi vậy nhá. Vậy là gì ạ? Không biết làm gì thì cứ làm thôi, đọc sách, kể chuyện. Rồi xin cảm ơn mọi người đã thả tim nhá, xin cảm ơn 96 người đang xem live stream ở trên TikTok và rất nhiều bạn bè khác đang xem live stream ở nơi khác. Chúc Duẩn thả tim lên 3k tim được không ạ? 3k tim. Rồi cái này ghi bài đi ạ. Khi làm live stream liên tục kêu hành động thả tim. Cái này ghi đi ạ. Thả tim. Hello cả nhà, Chúc Duẩn thả tim nhá. Thì đây là một trong những thuật toán trong live stream. TikTok sẽ không biết là ông live stream hay không hay. TikTok đầu tiên thấy là gì ạ? Thả tim nhiều hay không nhiều nhiều. Thì tự nhiên nó sẽ hay. Cả nhà ghi đi ạ. Thuật toán đầu tiên mình làm live stream là thả tim, khiến cho mọi người thả tim. Ok cả nhà. Rồi thuật toán thứ hai này, bây giờ hiện tại mọi người nhìn không, đang có 100 người đang xem live stream đúng không? 100 người đang xem, bao nhiêu người tin rằng sẽ lên được 120 người không ạ? Nếu mà tin ghi là tin, còn không tin ghi là không tin. Nếu các bạn làm theo đuổi hướng dẫn đi, cái điều gì ạ? Duẩn nói sao bạn hướng dẫn như vậy, bảo đảm sẽ tăng mắt xem. Nếu bạn tin ghi là tin, không tin ghi là không tin được không ạ? Rồi bạn nào tin không ạ? Rồi đang có 83 người đang xem live stream. Vậy thì bây giờ như này, thuật toán đầu tiên là thả tim, thuật toán thứ hai là bình luận, thì mình làm thế nào khán giả bình luận? Cái thứ ba này, để thật nhiều người xem live stream của mình nữa, thì đó là chia sẻ. Cái thứ ba, khiến cho khán giả chia sẻ. Thì bây giờ bao nhiêu bạn muốn Duẩn dạy cho bạn trong 6 tiếng đồng hồ, 2 buổi tối liên tiếp, 6 tiếng Duẩn ngồi Duẩn chia sẻ toàn bộ cái quá trình mà Duẩn từ một người tài xế lái taxi không biết gì về công nghệ đến bây giờ gần được 500.000 follower và có thể có thu nhập cho mình một tháng từ 100 triệu đến vài trăm triệu một tháng từ TikTok. Nếu bạn nào muốn nhận cái điều này thì hãy chia sẻ phía live stream được không ạ? Đang có 3 người bạn chia sẻ phía live stream rồi, các bạn hãy ấn nút chia sẻ màn hình đây. Thay mượn một xíu. Rồi, các bạn nhìn này, ở góc ngoài cùng bên phải này, các bạn nhìn nhá, ở góc ngoài cùng bên phải có nút chia sẻ đây này, để thấy không ạ? Góc ngoài cùng bên phải có mũi tên đây, kích vào đây, hãy chia sẻ lên trang cá nhân nhà mình, hội nhóm nhà mình, bất kỳ bạn bè bạn nào trong ngày hôm nay chia sẻ phiên live stream này, không chỉ nhận về 3 phần quà này, rồi còn tặng cho bạn 6 tiếng, Duẩn sẽ hướng dẫn cho bạn trong 6 tiếng hoàn toàn miễn phí. Duẩn sẽ show ra tất cả những cách mà Duẩn đang làm hiện nay, làm thế nào Duẩn có được video hay, làm thế nào Duẩn nhỉ? Làm được nhiều người follower, làm thế nào để kiếm được một tháng vài trăm triệu từ TikTok. Thì các bạn hãy chia sẻ live stream được không ạ? Đang có 14 người chia sẻ live stream rồi. Các bạn nhớ chia sẻ xong live stream này, nhớ nhắn tin được không ạ? Chia sẻ xong live stream thì gì ạ? Nhắn tin, cả nhà ghi đi ạ. Chia sẻ xong thì nhắn tin. Cả nhà ghi đi ạ. Chia sẻ xong file livestream và nhắn tin thì Duẩn sẽ mời bạn tham gia một cái sự kiện của Duẩn trong 6 tiếng đồng hồ, hoàn toàn là gì ạ? Hoàn toàn là miễn phí, show tất cả những gì Duẩn đang làm, không hề giấu gì hết, hỏi gì đáp đấy, từ 20 giờ đến 23 giờ, thậm chí đến 2 giờ sáng. Ok cả nhà hiểu không ạ? Hiện tại bao nhiêu người xem cả nhà ơi? 115 người xem rồi. Bao nhiêu người tin sẽ có 150 người xem không ạ? Bao nhiêu người tin sẽ có 150 người xem thì ghi là tin. Cả nhà ghi đi ạ. Nếu mà tin ghi là tin, còn không tin ghi là không tin, thậm chí nói láo cũng được, éo tin. Cả nhà ghi đi ạ. Nếu mà tin ghi là tin. Đang có 113 người đang xem. Bắt đầu, các bạn nhớ này, các bạn hãy chịu khó một chút, hãy ở lại với live stream của Duẩn thêm 5 phút nữa thôi. Chỉ cần ở lại 5 phút này thôi, các bạn sẽ thay đổi cả cuộc đời của mình về live stream. Từ một người không biết gì về live stream, bây giờ Duẩn tự tin làm live stream, đi bất kỳ đâu cũng làm live stream. Các bạn hãy ở lại 5 phút đúng không ạ? Bao nhiêu người sẵn sàng cho Duẩn xin 5 phút được không ạ? Xin 5 phút để Duẩn chia sẻ
những cái thuật toán của livestream. Có nghĩa mình hiểu để làm livestream nhiều người xem thì phải như thế nào. Các bạn có thể ghi số 5 được không ạ? Hãy ghi số 5 rồi bắt đầu chia sẻ cho bạn cái điều như sau. Ngày hôm qua tôi có chia sẻ cho bạn là 7 cái thành tố, 8 cái thành tố của một video lên xu hướng. Thì bây giờ livestream cũng vậy. Để một livestream lên xu hướng cần những cái điều gì? Bao nhiêu người mong muốn được chia sẻ? Để một livestream lên xu hướng phải làm sao? Ghi là tôi muốn được không ạ? Hãy ghi tôi muốn. Hoặc số 1 cũng được, bạn nào lười thì ghi là số 1. Thôi, bắt đầu như sau. Chúng ta làm livestream, chúng ta đang như là một cuộc thi đấu, một cuộc đua đường dài, một cuộc đua. Hiện tại trong thời điểm này, bây giờ là 11:40, rất nhiều người họ đang livestream ở ngoài kia và Duẩn cũng livestream. Thì lúc này Duẩn và thi đấu với rất nhiều những người livestream khác. Vậy thì làm thế nào để mình là người chiến thắng? Bao nhiêu người muốn trở thành người chiến thắng không ạ? Nếu bạn muốn trở thành người chiến thắng, hãy ghi từ win. Ghi từ win nhá. Nếu mình muốn trở thành người chiến thắng đối thủ của mình ấy, hãy bình luận từ win ở đấy không ạ? Từ win. Win, cảm ơn bạn nhỉ. Cao Minh Trường, cảm ơn đồng chí đồng hành, cảm ơn bạn user. Cảm ơn tất cả bạn đã xem. Win, đúng không ạ? Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta làm như sau. Hãy tưởng tượng chúng ta đang tham gia một cuộc đua ngựa, đúng không? Rồi, đang vé một con ngựa nhá. Đuôi của nó này. Và ở con ngựa này nó có 4 cái chân. Chúng ta sẽ vẽ một con ngựa ở đây nhá. Cái đuôi ngựa, đúng không? Đấy. Đây là con ngựa đấy nhá, mọi người bảo con gà chắc chết. Con này là con gì ở nhà đây? Con mèo à? Con ngựa nhá. Vì nó là con ngựa rồi, phải không? Không có cái con mèo hay con gà thì chắc trông chết đấy, phải không? Con ngựa xấu thế à? Đúng rồi. Làm sao là ok nhá. Duẩn đã chia sẻ luôn, yên tâm. Tất cả từng bước từng một. Hello cả nhà, hãy thả tim đi không ạ? Hãy tiếp tục chia sẻ nhá. Đang có 25 người chia sẻ rồi. Duẩn đã tặng cho bạn nhỉ 50 người. Hôm nay rất là vui. Duẩn tặng cho 50 người nhá. Đúng 50 người thôi. Đúng 50 người nhận được 3 phần quà vừa rồi. Cộng thêm là 6 tiếng được Duẩn hướng dẫn chi tiết các cái cách làm thế nào để kiếm được tiền trên TikTok. Một tháng kiếm hàng trăm triệu, vài trăm triệu từ TikTok. Các bạn chia sẻ nhá. Duẩn đã nhìn thấy 25 người chia sẻ rồi. Tặng thêm bao nhiêu người nhà ơi? Phần quà này cho bao nhiêu người ạ? 50 người đúng không? Hãy ghi con số 50 xuống đi ạ. Đúng 50 người thôi. Kết thúc 50 người là không có và có quà nữa. Đủ 50 người chưa? 28 người rồi. Đủ 50 người là kết thúc nhá. Các bạn trợ lý nhớ này. Trợ lý ghi là gì ạ? Đúng 50 người thôi. Bạn nào mà gửi chia sẻ rồi, nhắn tin rồi thì lập tức nhắn tin. Kết thúc 50 người là hết quà. Các bạn phải chia sẻ, phải nhắn tin, chụp màn hình lại là đã chia sẻ để nhận quà nhá. Tất cả mọi người đều nhận được quà hết. Ok cả nhà. 50 người thôi. Đủ 50 người. Ok. Đang có 33 người rồi. Cảm ơn. Ở góc ngoài cùng bên phải nhá bạn Phong Taxi ơi. Ngoài cùng bên phải màn hình có nút mũi tên. Hãy copy đường link đó gửi cho bạn bè của mình hoặc đăng lên trang cá nhân nhà mình. Rồi, 125 người rồi. Các bạn có tin là một lát nó sẽ có 150 người không? Nếu mình làm theo đúng hướng dẫn. Bạn nào tin 150 người ghi 150 người đi. Một lát nữa sẽ có 150 người cùng một lúc thời điểm. Rồi ghi đi ạ. Hãy cùng chat 150 người. Vậy thì làm thế nào để mình có được cái nhiều người xem livestream? Bước 1 đó là quảng cáo. Quảng cáo thì vừa nãy chị Xuân ơi, anh gì ơi, có thấy Duẩn quảng cáo rồi. Cái lúc mà Duẩn hỏi Duẩn đấy, Duẩn quảng cáo đấy. Là Duẩn ngồi ở đây, Duẩn quảng cáo tại nhà mình. Nhưng mà ultra view lên Duẩn quảng cáo tại nhà. Là Duẩn đang đầu tư số tiền là gì ạ? 250.000. Kết thúc livestream này Duẩn có nhận thấy là gì ạ? Tiêu mất 250.000. Một số nền tảng khác rất khó để quảng cáo trong livestream luôn. Còn TikTok vô cùng thông minh, bật quảng cáo ngay trong livestream luôn, cắn tiền luôn, không phải chờ. Tiêu tiền một phát, có người xem liền. Ok không? Thì quảng cáo này nó có một cái hai dạng như sau. Có hai dạng để quảng cáo livestream. Dạng một là mình quảng cáo livestream thật. Có nghĩa là như này. Người ta sẽ lướt ở trên TikTok, người ta sẽ được thông báo là gì ạ? Hà Văn Duẩn đang livestream đấy, vào xem đi. Là mình quảng cáo trực tiếp trên livestream của mình luôn. Trường hợp số 2 là quảng cáo video. Mình sẽ gì ạ? Mình sẽ làm một cái video thật là hay. Hoặc một cái video mình thông báo ra là gì ạ? Cứ mỗi giờ, mỗi buổi trưa hàng ngày thì dược sĩ A, dược sĩ B sẽ chia sẻ hỏi đáp miễn phí về hỗ trợ điều trị bệnh. Hoặc buổi tối là 20 giờ dược sĩ A, dược sĩ B sẽ chia sẻ về gì ạ? Về vấn đề sức khỏe. Thì mình sẽ lấy video này chạy quảng cáo. Có hai dạng làm. Ok cả nhà? Cả nhà đi đi ạ.
Cách một là gì cả nhà? Cách một cả nhà ghi đi ạ. Quảng cáo, còn ai mà lười thì ghi là QC cũng được nhá. Cả nhà ghi đi ạ. Hãy bình luận trong ô chat đi ạ. Là cách làm đầu tiên là gì ạ? Quảng cáo. Vậy thì quảng cáo này có hai cách làm. Cách đầu tiên đơn giản nhất là mình dùng điện thoại để quảng cáo. Rất đơn giản. Bấm nút enter ngay rồi thì gửi video cho cả nhà sau. Còn cách thứ hai là quảng cáo trên máy tính. Thì hiện tại Tuấn đang quảng cáo trên máy tính. Ok cả nhà. Thì bạn nào mà sau này muốn quảng cáo trên máy tính ấy mà không có tài khoản quảng cáo, nhắn cho Duẩn, Duẩn sẽ liên hệ với một bên đối tác của Duẩn, một bên agency tặng cho cả nhà tài khoản để quảng cáo trên máy tính. Bao nhiêu người muốn nhận tài khoản quảng cáo không ạ? Hãy ghi là TC, là TK đi ạ, TKQC nhá, ghi là TKQC, TK cũng được cho nó nhanh, rồi ghi là TK đi nhá, TK nhận quà đúng không ạ? Thì Duẩn sẽ tặng free cho cả nhà luôn, tặng free tài khoản quảng cáo cho anh chị em nào nhá. Ok cả nhà. Vậy là gì ạ? Bước 1 là quảng cáo. Rồi việc thứ hai này. Thứ hai là gì ạ? Là thả tim. Mình làm thế nào để kiếm thật nhiều người thả tim? Nếu anh chị em nào mà thấy Duẩn hôm nay nói năng lượng cao, hãy cho Duẩn xin thả tim được không ạ? Hiện tại anh chị em giúp Duẩn là gì không ạ? Hãy giúp Duẩn cho Duẩn lên được 10k follow không? Để thỏa mãn cái danh vọng háo huyền này. Có nghĩa để check in chụp ảnh về tí nói với bố mình là gì ạ? Bố ơi, hôm nay con live stream được 10.000 người thả tim cho con đấy. Vợ ơi, hôm nay chồng live stream được 10.000 người thả tim. Rồi, anh chị em giúp Duẩn nhá. Hãy giúp Duẩn nhá, thả lên 10k tim. Để Duẩn là gì ạ? Duẩn thỏa mãn cái danh vọng háo của mình đấy. Nó quách. Tí nữa chụp ảnh đúng không ạ? Đang có 133 người rồi. Và Duẩn chỉ mong rằng gì ạ? Có được 150 người xem thôi là Duẩn sẽ vô cùng sung sướng. Duẩn sẽ tiếp tục tặng thêm quà nữa. Bao nhiêu người muốn gì ạ? Tặng quà thêm không ạ? Duẩn tặng quà thêm nhá. Tặng quà thêm cho anh chị. Hôm nay thì Duẩn có được cả một cái từ khóa rất quan trọng để xây kênh, được học từ người bạn Trung Quốc. Và Duẩn đã tặng cho tất cả mọi người nếu mà đủ 150 người xem. Duẩn tặng cho anh chị em bí kíp viết bài ngàn like đúng không ạ? Bí kíp làm sao viết bài viết có 1.000 người like luôn. Nếu mà đủ 150 người xem cùng một lúc, anh chị em hãy chia sẻ đúng không ạ? Mỗi một người hãy chia sẻ một cái live stream này cho Duẩn lên trang cá nhân nhà mình. Cả nhà nhìn nhá, đây này, cách để mình chia sẻ này. Duẩn đã tạo cho anh chị em một cuốn ebook nữa. Cuốn ebook bí mật ngàn like, làm thế nào để viết bài ngàn like, làm thế nào làm video thật là hay. Rồi, 140 người rồi cả nhà. Ôi, xin cảm ơn mọi người nhá. Vô cùng biết ơn bạn Xuân Hana, biết ơn bạn Tuấn Tê Gu Bắc, vô cùng cảm ơn mọi người đã thả Duẩn đủ 10k tin. Chụp ảnh đủ 143 người rồi. Cả nhà có giúp Duẩn lên được gì ạ? 150 người xem không? Rồi, 149 người rồi. Anh chị em ơi, hãy thả tim nhiệt tình lên không ạ? Sắp đủ 150 người, cả nhà ghi đi ạ. Mỗi một người ghi cho Duẩn một con số đi ạ. Bất kỳ một con số nào mà mọi người nghĩ rằng sẽ có thì ghi vào đây. Một con số mà mọi người yêu mến, một con số mà mọi người yêu thích, bất kỳ con số nào, mỗi một người ghi một cái, lập tức bắt xem 150 người. Đã thấy không ạ? 151 người cả nhà hình không? 151 người rồi. Mỗi một người bình luận bất kỳ cái gì cũng được, khen Duẩn cũng được, chê Duẩn cũng được. Bất kỳ một bình luận nào sẽ tăng lên 200 mắt xem. Bao nhiêu người tin rằng sẽ có 200 mắt xem cùng một lúc? Ghi 200 đúng không ạ? Ghi 200, 200 đi ạ. Bao nhiêu người tin rằng sẽ có 200 người xem cùng một lúc? Ghi 200. Chúng ta đang chinh phục mức 158 người xem rồi. Ok mà nhà, cả nhà thả tim nhá. Tiếp tục lên là gì ạ? Bao nhiêu ạ? 13k tim nhá, đã được 12k tim rồi. Rút Duẩn thả tim lên 15k tim. Trời ơi, 2.000 người cơ ạ? 800 người cơ ạ? Ôi, tuyệt vời quá, 160 người rồi. Vô cùng biết mọi người. Tiếp tục này. Đấy, anh chị em thả tim nhá. Trong lúc mà Duẩn đang nói thả tim, 160 người rồi. Duẩn tin rằng sẽ có 200 người. Ai tin thì ghi số 1 đúng không ạ? Ghi số 1 để bắt đầu. Mất xem ít quá rồi. Duẩn, đối với Duẩn là 150 người này là quá nhiều rồi. Sao mà nó nhiều quá rồi đúng không? Bao nhiêu người nghĩ rằng là gì ạ? 150 người xem cùng một lúc là nhiều thì ghi là nhiều. Bao nhiêu người ít thì là ít đúng không ạ? Có một bạn nói rằng thầy gì mà dạy có được mấy trăm mắt, mấy chục mắt xem như này, nhục. Thì bao nhiêu người nghĩ là nhiều thì là nhiều. Bao nhiêu người ít thì là ít. Bao nhiêu người thấy vui thì ghi là vui. Bao nhiêu người buồn thì là buồn. Tùy mọi người. Còn đối với Duẩn là quá là nhiều rồi. Ui giời ơi, sao mà lại nhiều người vậy? Duẩn vô cùng biết ơn mọi người. 161 người, quá nhiều đúng không? Quá nhiều thì mình nhỉ, hãy biết ơn, hãy trân trọng biết ơn những gì mình đang có.
biết ơn 167 người, 157 người này đã xem livestream của Duẩn. Biết ơn cả nhà đã thả tim lên 13.000 tim. Cả nhà giúp Duẩn thả tim lên gì ạ? 15 cao tim đúng không ạ? Rồi, 158 người rồi, tiếp tục này. Ok cả nhà, thả tim. Thì mình làm thế nào để thả tim? Có nghĩa là như này. Mình đã truyền đạt tất cả những gì nó có thể. Duẩn đang cố phải nói rất là to. À, mình nói hết khả năng của mình đúng không? Năng lượng cao nhất có thể. Thì như vậy là gì ạ? Trái tim truyền đến trái tim. Nếu anh chị em nào mà cảm thấy Duẩn đang nói rất năng lượng, đang cố hết sức mình để truyền đạt cho anh chị em thì thả tim đúng không ạ? I love you. Nha. Yeah. Hello cả nhà. Yeah, thả tim nha. Nếu anh chị em nào mà yêu quý Duẩn thì thả tim đúng không ạ? Anh ghi là I love you đúng không ạ? Đấy. Duẩn vô cùng yêu mọi người. Tuyệt vời quá, I love you. Chụt chụt. Ok không ạ? Rồi, thì là thả tim. Thì mình làm thế nào để thả tim? Có nghĩa là mình phải yêu quý khách hàng của mình, phải tương tác khán giả của mình. Từ trái tim đến trái tim, cả nhà ghi đi ạ. Từ trái tim đến trái tim, cả nhà ghi đi ạ. Trái tim đến trái tim, trái tim trong cảnh. Thì như vậy sẽ cảm xúc, người ta sẽ thích mình, thích ở livestream của mình và sẽ mua hàng của mình, đúng không? Thì vừa nãy mình có nói biết ơn đúng không? Nếu mình thấy lòng biết ơn thì từ đáy lòng của mình, từ tận đáy lòng của mình, Duẩn xin cảm ơn 170 người bạn đã xem livestream của mình, 168 người rồi, 170 người rồi. Có tin rằng là gì ạ? 200 người xem không anh chị? Hãy thả tim lên gì ạ? 20 ca tim. Chỉ cần đủ 20 ca tim sẽ có 200 người xem livestream. Rồi. Vậy là gì ạ? Tiếp theo là gì ạ? Thả tim. Thì ở một số người bạn đã bán hàng hay còn làm như sau. Nếu mà đủ 50 ca tim tặng quà phải không? Bạn sẽ xem livestream của người nổi tiếng này. Đủ 100.000 ca tim thì sẽ gì ạ? Giảm giá phải không? Đúng không? Sẽ khuyến mại phải không? Thì bây giờ gì ạ? Thả tim. Ngoài cái việc họ nhận được hàng hóa ra, họ được cảm nhận từ gì ạ? Đáy lòng. Rồi, hello cả nhà. Nếu chị em nào mà đang gì ạ? Đang xem livestream, có thể cho anh em một tràng vỗ tay đúng không ạ? Đây, chúng tôi đang ở trong một lớp học rất là đỉnh cao, rất là chuyên nghiệp. Tất cả đây là những cái bác sĩ, dược sĩ hàng đầu đang làm marketing. Tôi vô cùng biết mọi người. Rồi, giảm giá đi đúng không? Rồi, ok. Thì đây là gì ạ? Anh em thả tim nhá. Anh ủng hộ chúng tôi đúng không ạ? Chúng tôi đang gì ạ? Để mua một cái việc làm livestream thật. Làm thế nào để từ cái việc thực lý thuyết này thành thực tế, làm ngay tại lớp, kiếm ngay được tiền. Ok cả nhà. Rồi cả nhà nhớ này, Duẩn có một cái buổi đào tạo như sau. Từ ngày mùng 1 tháng 4 đến ngày mùng 2 tháng 4, từ 20 giờ đến 23 giờ, Duẩn có hai buổi đào tạo hoàn toàn miễn phí ở trong nhóm kín. Nhớ nhá. Bắt đầu nhá cả nhà, nhà Duẩn chia sẻ một chút. Từ ngày mùng 1 tháng 4 đến ngày mùng 2 tháng 4, Duẩn có một buổi chia sẻ hoàn toàn free. Duẩn sẽ cung cấp cho anh chị em một tấm bản đồ, những cái quy trình, những checklist để anh chị em biến TikTok trở thành cỗ máy in tiền. Cả nhà ghi đi ạ. 1 tháng 4, 2 tháng 4. Bạn nào muốn học thì nhớ nhắn tin để đăng ký. Lớp học này chỉ dành cho khoảng độ là gì ạ? 300 người thôi. Hiện tại có hơn gì ạ? 200 người đăng ký rồi. Nếu mà bạn nào không đăng ký sớm là hết chỗ nhá. Rồi. Cả nhà nhớ ghi đi ạ. 1 tháng 4 và 2 tháng 4 sẽ có 2 ngày chia sẻ hoàn toàn miễn phí trong nhóm kín. Ok. Cả nhà nhớ nhá. Rồi. Cái thứ ba này, bây giờ mình đã có được thả tim rồi. Cái thứ ba là bình luận. Bây giờ mình làm thế nào để khiến khán giả bình luận trong cái livestream của mình? Rồi, các bạn nào đang nhỉ? Đang xem livestream này của Duẩn. Bạn nào đã kiếm được tiền trên TikTok rồi, ghi số 1. Bạn nào mà chưa kiếm được tiền trên TikTok, số 0 đúng không ạ? Đúng rồi. Học online nhá bạn Thảo Trống, học online. Bạn nào đã kiếm được tiền trên TikTok rồi, ghi số 1. Bạn nào chưa, ghi số 0. Rồi xem nào. Bạn dược sĩ Thủy Xoan chưa này, bạn Tâm này, bạn Phú Yêu này, bạn dược sĩ đồng hành này. Ok. Rồi, những bạn nào không kiếm được tiền trên TikTok thì mọi người có thấy rằng hôm qua Duẩn có demo là gì ạ? 10 cách kiếm tiền trên TikTok mà không cần bỏ tiền nhập hàng không? Ok không? Nếu mình chưa bán hàng trực tiếp cho người lạ, có thể bán cho người quen được không? Cả nhà ghi đi ạ. Các anh chị em này trong lớp học ghi đi ạ. Là gì ạ? Có bán cho người quen được không? Ngoài ra này, mình không bán cho người quen thì mình tự mua hàng của mình được không? Bây giờ Duẩn ví dụ, Duẩn muốn mua một cái mic này. Một cái mic này thay vì Duẩn Duẩn phải làm như này. Phải tự mình mua hàng ở trên mạng và không mua hàng. Thì bây giờ Duẩn lấy sản phẩm này, Duẩn bỏ vào trong giỏ hàng của mình. Sau đó Duẩn lấy tài khoản TikTok của vợ Duẩn đặt hàng. Vậy là gì ạ? Tự mình mua cho mình, tự mình kiếm tiền được không? Tiết kiệm rất nhiều tiền.
cả gia đình của bạn sẽ tiêu rất nhiều tiền trong một tháng, trong một năm. Vậy thì bạn hãy kiếm tiền từ chính mình, hãy tự mình giới thiệu sản phẩm cho chính mình, tự mình mua hàng cho mình, và sau đó giới thiệu cho những người xung quanh, những người hàng xóm, những người bạn bè, những người yêu cũ, những người sếp, được không? Kiếm tiền trên TikTok là vô cùng dễ dàng. Chuẩn sẽ gọi là gì ạ? Chửi những người bạn nào mà chưa kiếm được tiền trên TikTok này. Nếu mà kết thúc cái livestream ngày hôm nay, bạn nào chưa kiếm được tiền thì ngay lập tức nhắn tin cho Chuẩn. Chuẩn gửi cho bạn 3 cái video. Chuẩn sẽ tặng cho bạn 3 cái video này. Cả nhà nhá. Chuẩn tặng cho bạn 3 video. Video số 1 là tạo kênh. Chuẩn sẽ giúp các bạn cách làm thế nào để tạo kênh TikTok Chuẩn SEO. Cái thứ 2 là tạo shop. Cái video thứ 3 là liên kết. Và video số 4 đó là bán hàng. Ngay lập tức, ngay và luôn, và 100% Chuẩn khẳng định luôn, nếu các bạn xem hết 4 cái video này và làm theo 4 cái video này thì chỉ sau 2 tiếng đồng hồ thôi, bạn đã bắt đầu kiếm được tiền trên TikTok 100%. Cả nhà ghi đi ạ, 100%. Bao nhiêu người đang xem livestream này mà thấy không có giờ demo rồi? 100% ghi ạ, 100%. Các bạn ở trong lớp học đang học đấy, 100% tin không ạ? Mình sẽ bán được hàng cho rất nhiều người, 100%. Nếu bạn nào muốn thì hãy chia sẻ livestream này, nhắn tin, Chuẩn tặng cho bạn 4 video này. Bình thường 4 video Chuẩn bán nhá, Chuẩn bán là 4 triệu đồng ấy. 4 video này là Chuẩn bán để kiếm tiền. Nhưng hôm nay Chuẩn rất là vui, Chuẩn đã tặng hoàn toàn miễn phí cho mọi người. Hiện tại đang có 42 người chia sẻ rồi. Số lượng người nhận quà tặng này là gì ạ? Bao gồm các quà tặng phía trước nữa là chỉ có là gì ạ? 50 người thôi. 50 người đầu tiên, 47 người rồi. Còn 3 người nữa. Còn 3 người để nhận các phần quà từ đầu đến giờ. Nhận bộ e-book làm livestream, nhận gì ạ? Bí kíp ChatGPT, nhận các cái video xoay kênh thần tốc, nhận luôn cái 4 video này luôn. Hoàn toàn miễn phí, cộng thêm này, cộng thêm nữa là 6 tiếng. 6 tiếng ở trong nhóm kín. Vào ngày 1 tháng 4 và 2 tháng 4, Chuẩn có chia sẻ hoàn toàn miễn phí cho bạn nào nhắn tin đăng ký. Ôi giời ơi, quá số người rồi ạ. 63 người rồi trợ lý ơi. Bây giờ như nào đấy cả nhà? Hello cả nhà. Bây giờ số lượng là đã quá rồi, đã quá là gì ạ? Quá là 50 người rồi. Thì theo các bạn tặng quà bao nhiêu người cả nhà? Hello, bao nhiêu người muốn nhận quà đi ạ? Ghi con số đi ạ. Chuẩn sẽ dừng lại, không tặng hết được. Tặng không hết được. Bây giờ dừng lại nhá, thôi nhá. Không tặng quà đấy cả nhà. Bao nhiêu người còn muốn nhận quà nữa không? Ghi là quà. Để rồi xem tặng quà như nào nào. 100 người ạ? 100 người luôn, ok. Thôi bây giờ nhá. Bây giờ này, bây giờ là 11:57. 57 phút. Chúng ta sẽ có 10 giây. Chuẩn đếm từ 1 đến 10. Kết thúc 10 giây này, Chuẩn sẽ không tặng quà nữa. Bạn nào muốn nhận quà thì ngay lập tức ở ngoài cùng bên trái màn hình này này. Ở ngoài cùng bên trái này, bên phải này, có mũi tên này này. Ngoài cùng bên phải nhá, có mũi tên. Kích vào đây, ấn chia sẻ nhá cả nhà. Duy nhất, Chuẩn đếm từ 1 đến 10. Kết thúc 10 giây này, Chuẩn không tặng quà nữa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, kết thúc. Bây giờ từ giờ trở đi, bạn nào nhắn tin sau cái giờ này không có quà nữa cả nhà nhá. Bạn nào mà chưa chia sẻ, chưa nhắn tin, không còn quà nữa, ok cả nhà. Rồi tiếp tục bình luận. Rồi, cả nhà thấy nãy giờ Chuẩn nói có hay không ạ? Nếu mà hay ghi là hay đúng không ạ? Nếu cả nhà thấy hay ghi hay cả nhà đúng không ạ? Thấy hay mà nhà. Nếu thấy hay ghi là hay nhá. Vô cùng cảm ơn mọi người rất nhiều. Tiếp theo này. Tiếp theo là gì ạ? Sau khi bình luận rồi, đó là chia sẻ. Làm thế nào để có nhiều người chia sẻ? Thì Chuẩn hỏi cho cả nhà này. Theo các bạn, làm thế nào để bạn đi chia sẻ một video? Chuẩn hỏi các bạn đang xem livestream nhá. Chuẩn hỏi 176 người đang xem livestream. Là cái lý do gì khiến bạn chia sẻ cái livestream của người khác hoặc là chia sẻ video người khác có quà đúng không? Có quà chia sẻ. Ngoài ra có gì đúng không ạ? Ngoài ra như Chuẩn, nếu Chuẩn chia sẻ, nếu Chuẩn thấy một video có ích đúng không? Mình xem cái video này mình thấy nó có giá trị, xong mình lưu lại, hoặc một cái video này nó chia sẻ một điều mới,
trước giờ mình không hề biết gì hết, thấy nó hay quá mình chia sẻ. Hoặc là ví dụ Duẩn thấy một cái video nó nói về cái việc như này là giảm cân, mà Duẩn biết bạn Phương béo ở đây là gì ạ? Đang thích chủ đề giảm cân, đúng không Phương? Đấy, thì Duẩn sẽ chia sẻ cái video cho Phương. À Phương ơi, anh thấy video này hay lắm, giúp rất nhiều cho em xem đi, được không? Có nghĩa là mình sẽ nói trong livestream à, ok, nếu 157 người bạn này đã xem livestream vừa rồi, mà nếu anh chị em cảm thấy cái livestream này có ý nghĩa, hãy lập tức chia sẻ cho bạn bè của mình đi ạ. Mỗi một người chia sẻ cho một người bạn thôi cũng được, không cần nhiều, một người hãy chia sẻ cho một người bạn của mình để vào đây nhận phần quà vừa rồi, nhận rất nhiều phần quà từ tài liệu xây kênh thần tốc, từ bí kíp livestream đỉnh cao. Những phần quà này rồi phải trả rất nhiều tiền, nói chung là vài chục triệu để có được tài liệu này, và đặc biệt là hai buổi chia sẻ hoàn toàn miễn phí trong nhóm kín. Cả nhà nhớ nha, tối ngày mùng 1 tháng 4 và tối ngày mùng 2 tháng 4, ngày mai, hôm nay Duẩn đang ở Hải Dương học online nhé bạn, học trên Zoom. Duẩn đang ở Hải Dương nhưng mà chiều mai bay về Nha Trang và tối ngày mai bắt đầu luôn, bắt đầu chia sẻ với các bạn hai buổi hoàn toàn miễn phí tất cả những kiến thức hàng đầu ở Việt Nam và Trung Quốc về nền tảng TikTok. Duẩn nói thật luôn, bảo đảm các bạn chưa từng được nghe bất kỳ buổi Zoom nào. Bao nhiêu người cảm thấy cái điều này hay, Duẩn ví dụ một trong những cái điều mà các bạn cần phải được học, và Duẩn tin rằng bất kỳ các bạn đã chưa từng nghe ở bất kỳ một cái live stream nào, một buổi Zoom nào, đã có người chia sẻ cái điều này. Bởi vì Duẩn mới là một chuyên gia của Trung Quốc chia sẻ bí kíp kiếm rất nhiều tiền. Bao nhiêu người muốn Duẩn chia sẻ cái bí mật này, thì tôi muốn Duẩn lập tức tiết lộ cho bạn cái bí mật làm thế nào để kiếm được vài chục triệu, vài trăm triệu, thậm chí là dạng cả tỷ đồng một tháng trên TikTok, thì tôi muốn. Thì cái điều này Duẩn được học từ người bạn của mình, người bạn này tức là Lẻ Tôi. Bạn này đến từ thành phố Sơn Đông của Trung Quốc. Bạn này chia sẻ cho Duẩn và những người bạn đang trong phòng livestream này vô cùng nhiều điều tuyệt vời. Đầu tiên Duẩn thấy cái điều này là hay là như này, đó là sao chép. Bạn muốn làm được kênh TikTok thật là hay, đừng nghĩ ngợi nhiều, hãy sao chép y nguyên người thành công. Hãy xem những video hàng đầu ở Việt Nam và ở nước ngoài họ đang làm như thế nào, nó là y chang. Cả nhà ghi đi ạ, đây là những điều bí mật bảo đảm các bạn chưa từng nghe ở đâu ở ngoài kia. Hãy cho Duẩn xin 2 phút để Duẩn tiết lộ những cái điều bí mật này. Các bạn hãy ghi đi ạ, hãy chat ở trong ô chat đi ạ, sao chép đi ạ. Rất nhiều người không sao chép bởi vì nghĩ rằng sao chép là nhục, sao chép là không tốt. Hello anh chị em ơi, 152 người ơi, hãy ghi đi ạ, hãy ghi sao chép đi, để ghi xuống nó mới nhớ, không ghi thì nó quên liền, đúng không? Sao chép rồi. Cách thứ hai, Duẩn hỏi thử này, đây là cái bút này thì là gì ạ? Ở đâu đâu cũng có, hàng trăm hàng nghìn người bán, nhưng tại vì sao bạn lại chọn mua cái bút này từ Duẩn hoặc từ một người khác? Ví dụ bạn đang bán mỹ phẩm, ví dụ như là Phương này, Phương hỏi cho anh hỏi này, em đang bán sản phẩm giảm cân đúng không? Thì ở ngoài kia có rất nhiều sản phẩm giảm cân, tại vì sao người ta phải mua hàng từ em, không mua hàng từ người khác? Vì người ta tin em. À đúng rồi, tuyệt vời. Vậy thì làm thế nào người ta tin em? Thì em phải tạo được niềm tin cho người ta. Ok, hay quá. Thì Phương, ok, cảm ơn Phương. Dạ. Thì là gì ạ? Người ta tin mình, người ta tin mình sẽ mua hàng của mình. Thì bạn Trung Quốc này nói là gì ạ? Đó là gì ạ? Mình xây dựng thương hiệu cá nhân, đúng không? Thương hiệu thì mình phải làm thế nào để mình có được cái thương hiệu cá nhân ở trên TikTok? Vậy thì Duẩn sẽ chia sẻ bạn những dạng nội dung nào, những cái dạng nội dung nào để bạn biết được rằng là gì ạ? Tốt. Ví dụ như sau, hello cả nhà ơi, 184 người rồi, bao nhiêu người tin rằng sẽ có 200 người xem đúng không ạ? Ghi số 200 và thả tim lên, 20k tim đúng không ạ? Ấn hai tay vào màn hình và thả tim đúng không ạ? 200 người xem và 20.000 tim, để Duẩn về Duẩn khoe với bố mình là gì ạ? Có 20.000 người xem live stream của con luôn, thả tim cho con luôn, rồi ôi, vô cùng sung sướng cho cả nhà. Thì đây là một vài nội dung này, một vài dạng nội dung vô cùng đơn giản và dễ dàng để mình xây dựng thương hiệu cá nhân. Cách làm như sau. Cách làm này là bạn hãy tổng hợp tất cả những bức ảnh của bạn từ nhỏ đến lớn, nhỏ sinh ra ở đâu, học trường nào, đã từng làm ăn như thế nào rồi, đã từng thất bại gì hay chưa, đã có từng ai lừa đảo mình gì hay chưa,
bạn xây công ty ra làm sao, đúng không? Tất cả đều ok. Rồi ok nhé, đúng không? Đấy là gì ạ? Sao chép thương hiệu cá nhân, đúng không? Rồi thì mình làm các video về nhỉ, cuộc sống hàng ngày của mình giúp đỡ những ai rồi, đúng không? Thế là đơn giản nhá cả nhà, cả nhà ghi đi ạ. Người ta mua hàng của bạn bởi vì ạ thương hiệu cá nhân, cả nhà ghi đi ạ. Ghi từ thương hiệu cũng được, thương là gì ạ? Thương là nhà người ta yêu quý mình, hiệu là một cái biển hiệu tên của người ta thích, đúng không? Rồi tiếp theo này, sau khi mà nói điều này rồi, nhưng bây giờ làm thế nào để kiếm thật nhiều tiền? Đó là mô hình kinh doanh. Mô hình rất nhiều người hỏi rằng là nhỉ, em xây kênh về chủ đề gì? Em bảo em xây kênh chủ đề nhỉ, chăm sóc sức khỏe. Xong hỏi bán gì? Chứ bán gì luôn. Thì mình muốn làm cái gì? Bước đầu tiên ấy, phải xác định mô hình kinh doanh. Một người bạn của tôi ngày xưa học cấp 2 rồi, họ không phải thông minh, học rất tốt, rất giàu. Họ nói một câu như sau này: bây giờ mày muốn kiếm tiền, mày nhìn ra ở ngoài xa xa kia, mày xem ai đó đang kiếm rất nhiều tiền và cái ngành nghề đấy có nhiều người giàu có, mày làm theo. Hết phim. Đơn giản không? Muốn kiếm tiền thì nhìn ở ngoài kia, ở trong nước quốc tế, xem thằng khác kiếm tiền kiểu gì, nó có giàu không, nó có nhiều thằng giàu không, và mình có làm được như nó không, và mình làm theo là ok, là ok. Tiếp theo này, tuần tự học nữa là gì ạ? Là đa kênh. Các bạn sẽ trong cùng một thời điểm. Ví dụ bây giờ Duẩn đang quay một cái phiên livestream này, Duẩn có quyền cắt cái phiên livestream này ra thật nhiều video không? Một phiên livestream này diễn ra trong 1 tiếng rưỡi, Duẩn cắt ra được 50 video không? Đăng được không? Nhàn không? Vậy là gì ạ? Đầu tiên là lấy từ livestream đăng. Hoặc tiếp theo này, ví dụ Duẩn đang quay cái phiên video này, Duẩn sẽ để cho mình trước mặt 2 điện thoại. Đây, Duẩn sẽ để trước mặt của mình 2 cái giá đỡ, 2 cái điện thoại. Sau Duẩn sẽ quay lại cái buổi ghi này của mình. Sau đó Duẩn gửi cái video gốc của 2 kênh này cho 10 người nhân sự nhà Duẩn, cho 10 trợ lý của Duẩn ở nhà. Họ sẽ ngồi họ cắt ghép video theo 10 kiểu khác nhau. Muốn một người cắt theo một kiểu, thêm một kiểu chữ, chạy một kiểu nhạc, thêm một kiểu hiệu ứng. Dẫn đến là gì ạ? Duẩn có thể đăng cùng một lúc 10 kênh TikTok. Cả nhà hay không? Cả nhà ghi ạ, số 10 đi ạ. Một cái nội dung thôi, nhưng mà quay với 2 máy. Từ 2 máy này đưa cho 10 người biên tập. Mỗi người biên tập một kiểu. Vậy là mình có 10 kênh. Có 10 kênh thì mình ngon ở nhà. Và sau này Duẩn giúp cả nhà cách làm thế nào để livestream cùng một lúc nhiều kênh. Ok cả nhà. Cả nhà thấy bài này hay không? Thì đây là một vài điều nhỏ nhỏ thôi, một cái tiết lộ bí mật nhỏ xíu xíu thôi, Duẩn sẽ tiết lộ trong 2 buổi học đào tạo này. Hello cả nhà, bao nhiêu người muốn tham gia 2 buổi học ngày 1 tháng 4 và 2 tháng 4 này? Ghi gì ạ? Ghi chữ T đúng không ạ? Ghi T. T là tôi đấy. Ghi chữ T đúng không ạ? Ghi chữ T. Bí mật nhá. Lớp học này chỉ có 300 người ngồi thôi. Cái Zoom của Duẩn tối đa là 300 người. Và Duẩn muốn dành cho các chị em phần này. Nhớ nhắn tin nhá. Kết thúc phiên livestream phải gì ạ? Phải nhắn tin. Phải vào được trong group nhóm kín. Nếu không là không có lịch học đâu. Cả nhà có hình dung không ạ? Các bạn ghi đi ạ. Bình luận nhóm kín. Hãy chat ở trong nhóm kín, nhớ phải vào được trong nhóm kín thì mới được học, không là không được học. Đúng không anh chị? Rồi. Đấy. Thì đây chính là gì ạ? Cả nhà thấy không? Duẩn đang làm một vài điều như sau. Duẩn nói được nhiều những điều bí mật, những điều tò mò gì ạ? Để làm gì ạ? Giữ chân khán giả ở live stream. Khán giả sẽ dễ dàng bỏ đi. Nhưng mình nói tiếp nhỉ? Anh chị em ơi, kết thúc phần này, Duẩn sẽ tiếp tục chia sẻ những điều tuyệt vời và bảo đảm các bạn chưa từng nghe ở bất kỳ một người nào đó trong phiên live stream ở Việt Nam này. Duẩn tin rằng bạn chưa từng được nghe, bởi đây là kiến thức mới nhất, hay nhất hiện nay. Không nóng băng mà vào bình thường mà em. Rồi, tiếp theo. Chia sẻ. Cái thứ 5 là follower. Cái thứ 5. Mình làm thế nào để giữ thật nhiều người follow kênh của mình? Xin chào 163 người bạn đang xem livestream của Duẩn. Nếu anh chị em nào chưa follow, hãy làm ơn được không ạ? Xin cả nhà hãy làm ơn, hãy cho Duẩn xin một cái follow. Duẩn đang trên con trường chinh phục 500.000 follower, hiện tại được 480.000 người rồi. Và anh chị em nào hôm nay đang xem livestream này, hãy cho Duẩn xin một follow không ạ?
xin vô cùng biết ơn anh Đỗ Hữu Thiện. Còn anh chị em nào khác không ạ? Hãy làm ơn tôi xin một cái follow được không ạ? Duẩn đang con đường chinh phục 500.000 follower. Và Duẩn sẽ gì ạ? Nếu anh chị em nào follow kênh của Duẩn và nhắn tin với Duẩn, Duẩn hứa sẽ làm một video chia sẻ về quá trình làm thế nào để từ một người tài xế lái taxi không biết công nghệ có thể có được 500.000 follower, nửa triệu người theo dõi trên TikTok. Duẩn sẽ làm thành video đó gửi riêng cho bạn. Bạn nào chưa follow không ạ? Cho Duẩn xin follow được không ạ? Và đang có 168 người rồi. Mục tiêu là có gì ạ? 200 người. Thôi, bây giờ như này. Đang có 100 người chia sẻ đúng không anh chị? Duẩn tặng thêm cho 50 người nữa nhá. 500 follower. Duẩn muốn tặng thêm cho 50 người nữa các cái phần quà này. Phần quà đầu tiên đó là bí kíp xây kênh thần tốc. Phần quà thứ hai là tài liệu ChatGPT. Phần quà thứ ba là gì ạ? Bí kíp live stream đỉnh cao. Và Duẩn tặng cho 50 người nữa. Trợ lý nhớ nhá, tặng quà thêm cho tổng 150 người. Đủ 150 người là dừng lại. Cả nhà giúp Duẩn như sau. Hãy chia sẻ fan live stream này được không ạ? Hãy ấn vào nút ngoài cùng bên phải màn hình. Các bạn biết chia sẻ không ạ? Chia sẻ nhá, chia sẻ vào trong nhóm của mình ấy, vào trong trang cá nhân của mình ấy, đưa trẻ lên trên nền tảng phở bò ấy. Đây nhá. Đây. Duẩn sẽ chia sẻ lần nữa này, đây này. Ở ngoài cùng bên phải cả nhà không? Ngoài cùng bên phải màn hình này có nút mũi tên, đang có 117 người rồi. Ấn vào đây, chia sẻ lên trang phở bò nhà mình, hoặc ấn sao chép gửi cho mọi người. Ok không cả nhà? Rồi. Duẩn đã tặng cho tổng 150 người nha. Rồi. Cả nhà tôi tả tim lên gì ạ? 22.000 tim đúng không ạ? Đang được 21.000 tim rồi. Cảm ơn bạn Mạnh Dèm. Cảm ơn mọi người đã follow kênh. Vô cùng cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Và phần quà lớn nhất đó là hai buổi chia sẻ hoàn toàn miễn phí trong nhóm kín. Quá trình làm thế nào để từ một người tài xế lái taxi không biết công nghệ có 500.000 follower và có thu nhập cho mình một tháng vài trăm triệu, từ 200 đến 300 triệu một tháng từ nền tảng TikTok này. Bao nhiêu người muốn nghe cái điều này thì nhớ chia sẻ phê live stream, nhớ nhắn tin. Phải chia sẻ, phải nhắn tin thì Duẩn mới thấy bạn thực sự mong muốn, Duẩn mới giúp các bạn được không ạ? Rồi, hãy thả tim lên 22k tim được không ạ? Rồi, tuyệt vời. Đã có 138 người rồi, còn 12 người cuối cùng ạ. Chúng ta sẽ đếm nhá. Đếm 5 giây cuối cùng. Kết thúc 150 người chúng ta dừng lại. 5 4 3 2 1 Kết thúc việc chia sẻ. Bạn nào mà không chia sẻ thì không có quà đấy hả nhá. Rồi cảm ơn. Bao nhiêu người rồi? 148 người rồi. Còn 2 người nữa thôi ạ. 2 người nữa thôi. Các bạn hãy chia sẻ đi ạ. Hãy ghi một con số 150 người chia sẻ. 149 người rồi. 149 người rồi. Gần được 150 người rồi. Tuyệt vời. Người cuối cùng 151 người. Ok ok ok. Tuyệt vời quá. Tuyệt vời quá tuyệt vời. 172 người đang rồi. Các bạn thả tim lên 25 con tim đúng không ạ? Ấn hai tay màn hình. Ấn hai tay vào màn hình. Và thả tim lên 25 ca tim được không ạ? Duẩn tiếp tục chia sẻ những cái điều bí mật mà Duẩn tin rằng các bạn chưa từng được nghe bất kỳ ai nói. Rồi. Thứ năm là follower. Bạn nào mà chưa follow đúng không ạ? Cho Duẩn xin một follow nhá. Xin một cái follow và nhắn tin cho Duẩn. Duẩn sẽ gửi cho bạn những cái bí kíp của Duẩn. Rồi. Tiếp theo đó là quà tặng thứ 6. Để live stream của bạn có nhiều người xem thì có người tặng quà. Các bạn ở đây đã có bao nhiêu người tặng quà trong phiên live của người khác không ạ? Bình luận tặng quà đi. Trường tặng quà cho anh. Bạn nào đang có bông hoa, cái quà gì cũng được tặng quà. Còn ai chưa có thì ạ? Có thể mua, nạp tiền vào, ủng hộ Duẩn, tặng quà đúng không ạ? Ai đang có hoa, có bia gì không ạ? Có mũ gì không? Tặng bất kỳ cái gì cũng được. Đấy. Ở trong góc có tặng quà đúng không ạ? Mua đi đúng không ạ? Đấy, mua tặng quà cho anh một cái nha. Đấy, cảm ơn. Bạn nào mà cảm thấy mình nói hay thì nhỉ? Đầu tư một chút tiền tặng quà cho mình. Và Duẩn rất nhớ rồi. Cảm ơn Phạm Văn Sơn Trinh đã tặng quà. Cảm ơn Phạm Văn Sinh tặng hai bông hoa. Ôi trời ơi, sao bảo nó sướng thế nhỉ? Em mà là con gái là yêu anh Sinh rồi đấy. Rất là hào phóng. 180 người đã xem live stream rồi. Cả nhà ghi đi ạ. Cảm ơn bạn Thúy Hồng đã tặng hoa. Tuyệt vời. Còn ai không có hoa thì tặng thả tim cũng được. Không cần phải tặng hoa thật. Tặng thả tim này này. Đấy. Ai mà không có thì thả tim. Ok không ạ?
đang được 23.000 người rồi. Thả tim lên là gì ạ? 25 cao tim đúng không ạ? Thả tim nhá. Ôi trời ơi. Tuần vô cùng biết ơn 174 người. Các anh chị em hãy tương tác với Duẩn để nhiều tập toán. Tất cả những điều này nếu áp dụng liên tục, thành thục là sẽ có nhiều người xem. Khán giả sẽ ở lại xem livestream của mình rất là lâu. Ok cả nhà, giữ chân người xem, tăng thêm người xem mới, tăng bình luận, tăng tương tác. Mạnh lên anh em, ok, cảm ơn anh Hùng nha, ok, rồi. Đấy, là nhận tặng quà, ok cả nhà. Rồi, tiếp theo này. Cuối cùng, một cái điều quan trọng nữa là bán hàng. Để livestream của mình mà ngon, bán được hàng. Bao nhiêu người sẵn sàng mua hàng không nào? Bây giờ Duẩn sẽ ghi một quyển sách lên. Bao nhiêu chị em muốn mua hàng không? Thì bây giờ có cách rất là hay. Cả nhà hình dung này, hiện tại nhá. Hiện tại Duẩn đang live stream như này. Live stream này của Duẩn đang dạng chia sẻ, không thể tin được sản phẩm của thì cái này là điều này không? Đây, hiện tại live stream này của Duẩn là gì ạ? Đang không có bán được hàng. Cái gì đây ạ? Ở trong cái Duẩn cũng có hàng đó. Làm thế nào để mình nhận vẫn bán được hàng luôn? Đúng là biết làm sao. Mình đang live stream được rồi, mình cũng hết ở hàng rồi. Thì bây giờ chúng ta là nhận tài khoản phụ ở trên TikTok, cũng có tính năng là tài khoản trợ lý. Thì khi mình làm cái này ở trên TikTok có trợ lý đây. Duẩn sẽ cho cả nhà xem một trợ lý khác của Duẩn sẽ ghi sản phẩm nào lên đây. Rồi. Anh Duẩn sẽ làm hay không ạ? Nhỏ nhỏ đâu ạ? Khách là gì ạ? Khoản tiền phim này. Khách là gì ạ? Tờ mà lấy không? Rồi đấy nhá. Duẩn sẽ đề ngôn như sau. Anh Duẩn có nói gì ạ? Quyển sách có tên là gì ạ? Tờ Hero. Tờ mà lấy không? Bây giờ cái này là gì nè? Bây giờ để mua như sau. Đây. Bây giờ là gì ạ? Tôi sẽ đổi thứ hai này. Thứ hai là gì ạ? Thứ hai này chúng ta là sẽ trợ lý. Nó sẽ giúp chúng ta sẽ khi vừa giỏ hàng này luôn. Mình đang like đi tại chia sẻ. Nhưng mà cũng chuyển cho bạn luôn. Thấy không? Có nghĩa là gì ạ? Tôi cũng có tắt kẻ này. Rất nhanh cầu như thế. Rồi. Rồi, các bạn sẽ được kinh nghiệm làm thế nào? Rồi, đây là một tài khoản phụ đúng không? Tài khoản phụ. Tài khoản phụ nhé. Bây giờ, bạn quên. Chỉ việc này là nhìn thấy này. Đây là một tài khoản phụ đúng không? Tài khoản. Tức là điện tử ở đây. Bây giờ, chúng ta vào đây để xem. Chúng ta vào kinh nghiệm làm thế nào? Hà, bây giờ, ổng sổ ở đây. Thấy không? Ở đây là một cửa hàng này, đúng không? Một cửa hàng đó. Đúng không? Bình thường cũng có lọ hàng phải không? Cũng có lọ hàng, mà cũng có lọ hàng. Bắt đầu đầu tiên là bắt đầu làm đây này, bắt đầu làm đây. Rồi là tìm sách lên nhỉ? Ấn tiền ra trình bày. Được. Rồi. Ở trong này được nhỉ? Không có người ở đây không lên đây. Rồi. Rồi ví dụ cửa sách cầm tay lần lần đấy nhá. Rồi. Cửa sách nhỉ? Cầm tay lần lần. Cửa thứ hai là cửa combo tuyệt nghề. Ok cả nhà. Rồi, xin lỗi không sai tình này, không sao. Bây giờ cả nhà này, Duẩn sẽ là để đúng. 30 giây thôi, Duẩn ghi lên một phát mà đúng 30 giây. Đặt hàng rồi, bất kỳ bạn nào đặt hàng trong cái livestream này của Duẩn nhá. Cứ để vô thôi, khi mà hiện tại đã có 154 người xem, chỉ cần vài người bạn đặt hàng thôi, Duẩn các bạn xem tặng, để trong lọ hàng Duẩn có 2 triệu khách. Quyển đầu tiên đó là quyển gì ạ? Combo tuyển nghề 7 ngày affiliate. Và quyển thứ hai là tăng lần lần. Nếu chị em nào bắt đầu sẽ được sách tăng lần lần. Còn quyển thứ hai là combo 7 ngày tuyển nghề affiliate. Ở trong này sẽ bạn cách kiếm tiền tiền TikTok bằng affiliate. Và trong này có một số tất cả ghi ra có sẵn. Và nếu bạn nào mua quyển sách này ngày hôm nay, tôi sẽ gửi cho bạn rất nhiều những tài liệu của trên kênh và hỏi đáp lời của kêu ạ. Rồi, bao nhiêu người mua nào? Bao nhiêu người mua? Như số 1 đúng không ạ? 242 người rồi. Cả nhà thấy không ạ? 246 người rồi. Cả nhà thấy ok, 262 người rồi. Coi những người tin là sẽ có 300 người xem là gì không ạ? 272 người đó rồi nhá. Cả nhà kích cửa hàng đi ạ. Kích vào cửa hàng mua hàng đi ạ. Có hàng đi ạ. Chúng ta tin là đâu rồi. Đặt hàng đi ạ. Đặt hàng đi cả nhà đi ạ. Đặt hàng sách đi ạ. Rồi. Đặt hàng sách đấy ạ. Kích vào trong cửa hàng, đặt cửa sách.
7 ngày hết thì hết khách. 325 người xem rồi, chỉ cần có vài người mua rồi sẽ tăng lên được 400 người xem. Mỗi một người khi mà giỏ hàng mua một cuốn sách combo truyền thể 7 ngày upgrade đó ạ. Mỗi một người đọc cuốn sách nhỉ, bảo đảm bắt xem tăng là xong rồi mà không thích lắm có quyền hủy. Nhưng bây giờ đặt hàng đi ạ, đặt hàng xong còn về nghĩ nữa nghĩ lại không thích có quyền hủy. Bây giờ đặt trước đi ạ. Ai đặt đầu tiên đã đặt đâu ạ? Đặt đầu tiên là tất cả mọi người đi ạ. Đặt xong mà không hài lòng, đọc xong mà không hiểu họ gây chuẩn làm tào lao quá, chuẩn trả thì gấp đôi đấy ạ. Nếu không hài lòng sẽ đó. Cảm ơn anh Thuần đã đặt, cảm ơn bạn Quý đã đặt. Đặt đi ạ, đặt xong nó sẽ tăng cờ vờ. Ai đặt rồi thì đi ạ, đã đặt. Cả nhà đặt nhanh nhá, đặt nhanh. Để ta hình dung, chúng ta demo. Đang demo là gì ạ? Khi mà có người mua hàng thì làm sao? Rất nhiều người sẽ và sẽ là liên tiếp. Ok cả nhà. Ok cả nhà, đã đặt, ok nhá. Rồi, bạn liên tiếp rồi. Chuẩn xin phép là gì ạ? Hạ đi xuống. Chuẩn xin phép xóa đi. Bạn nào đặt nữa không ạ? Ai đặt nữa không sao nhá? Ai muốn đặt nữa thì vào trong nhỉ? Vào trong kênh của Giỏi. Ở trong kênh có đường đăng ký. Bởi vì trong tay Giỏi đang không cần sản phẩm. Nên là nhận cần cái hạn chế trường này. Ok. Cả nhà thấy có tiền không? Đang từ chia sẻ chuyển sang bán hàng đó ạ nhà, thì có một tài khoản đó là tài khoản phụ, dùng một tài khoản phụ để ghim sản phẩm lên, còn lúc mình đang làm livestream để ghim được. Ok ạ nhà, hay không ạ nhà? Nếu mà hay thì ghi là hay nhá. Ok ok, có tiền chưa ạ nhà? Có tiền rồi. Ok ạ nhà, nhà rồi rồi. Bao nhiêu người bạn đã biết cách để tham gia cái nhóm kín rồi? Cái số 1, bao nhiêu người bạn đã biết cách đăng ký để tham gia cái lớp học tối ngày mùng 1 tháng 4, tối mùng 2 tháng 4, ghi tôi đúng không ạ? Bao nhiêu người đã biết đường link đăng ký rồi? Cách làm như sau. Xin mời một chút. Cách làm này. Bây giờ làm thế nào để đăng ký cái lớp học này của Duẩn nhá? Nhìn đây. Ở trên cùng này. Kích vào avatar này của Duẩn nhá. Kích vào avatar này. Ở trên này rồi có đường link này. 1 tháng 4 đến 2 tháng 4. Thời gian từ 20 giờ đến 23 giờ. Học kiếm tiền trên TikTok hoàn toàn miễn phí. Đăng ký ở đây. Ok bà nhà, bạn nào đã biết cách đăng ký vào đây, kích vào link này, đăng ký nhá. Vào trang chủ của Duẩn. Ở trên trang chủ Duẩn có ghi từ 1 tháng 4 đến ngày 2 tháng 4, thời gian từ 20 giờ đến 23 giờ. Hello anh chị em nào xem ở trên nơi khác, nhắn tin tôi muốn. Bên Duẩn sẽ gửi thông tin cho. Ok bà nhà. Rồi, cả nhà nhìn này. Các bạn vào đi ạ. Hello cả nhà. Anh em vào đi ạ. Vào trang chủ dần vào đi ạ. Để dần xem. Chúc mừng bạn Hoàng Trung đã tham gia được nhóm kín. Bạn nào chưa biết làm thì vào trang chủ của dần. Chúc mừng bạn Huyền Ly Phạm Ma Kỳ đã vào được. Còn ai nữa không ạ? Ai đã vào được rồi? Ghi là đã vào đúng không ạ? Ai đã vào được nhóm kín của dần rồi? Ghi là gì ạ? Đã vào. Lên trang chủ của dần có cái đường link đăng ký. Điền thông tin vào đó, được mời vào trong nhóm, được gửi quà tự động luôn. Cảm ơn bạn Phan Vũ Hà Sơn. Ai đã vào rồi ghi chúc mừng bạn Quỳnh đã vào. Các bạn nhanh nhá, nhanh. Đã có hơn 300 người tham gia này rồi. Ok, rồi. Tiếp theo này. Bây giờ một điều nữa là để livestream được hay, đây là những thuật toán rồi. Một cái điều quan trọng nhất để livestream hay. Chúc mừng bạn Tây Tây đã tham gia. Chúc mừng bạn Thanh Hải đã biết vào nhóm. Bạn nào không biết thì vào trang chủ của Duẩn. Có cái đường link chuẩn có ghi là gì ạ? 1 tháng 4 và 2 tháng 4. Ok. Rồi, tiếp theo này. Quan trọng nhất trong phiên livestream này là người livestream. Là cái người live này. Cái người live này không chị? Cái người live này phải năng lượng, phải thần thái, phải có tâm. Khi mình làm livestream, cả nhà nhớ rồi như sau này. Đừng lên livestream để bán hàng, mà hãy lên livestream để giúp đỡ khách hàng của mình. Chuẩn ví dụ rồi làm người đào tạo. Duẩn sẽ giúp đỡ khán giả của mình có nhiều kiến thức. Còn nếu mà bán hàng, hãy giúp đỡ khách hàng của mình tìm được sản phẩm tốt. Được chưa? Thôi bỏ qua, không quan trọng, ý làm xong. Tập trung nghe rồi giảng, bỏ qua mặt khác. Thì là gì ạ? Người like chim, cả nhà ghi đi ạ. Cái quan trọng nhất là người like. Cả nhà ghi xuống đi ạ, là người like. Thì tại sao hôm nay Duẩn like chim cảm giác có năng lượng? Bởi vì sáng ngày hôm nay Duẩn chạy bộ cùng một anh bạn. Ở trong lớp học này là chạy 5 km.
chạy xong là người rất là khỏe, rất là sung sức, nó rất là hay, rất là thần thái. Người live stream rất quan trọng. Thì để có được cái live hay này thì chúng ta phải sức khỏe tốt. Khi mà mình làm live stream này, Duẩn không bao giờ dám uống bia. Gần đây là gì ạ? Đào tạo không dám uống bia, không dám uống nước ngọt, nước có đá không dám uống. Chúng ta là người nói thường xuyên thì Duẩn khuyên các bạn uống nước ấm. Uống nước ấm 49 độ C, không uống đá, không uống đồ khác. Bởi các bạn chưa nói nhiều rồi, còn như Duẩn mà nói nhiều từ sáng đến tối mà live stream là gì ạ? Hy vọng liền, tai liền. Nhớ uống nước ấm, được chưa? Tự nhiên người đã khỏe. Ok, đang được 27.000 người thả tim rồi. Cả nhà ơi, giúp Duẩn thả tim lên 30.000 tim được không ạ? Đang được 27.000 tim rồi. Cho Duẩn xin được 30.000 tim. Rồi, tiếp theo này. Đây là cái điều này. Nhưng một điều bí mật, vô cùng bí mật, và Duẩn tin rằng là rất nhiều người ở trong phiên live này không biết một cái điều quan trọng trong live stream nữa như sau. Đó là cái người điều khiển live, một cái người kỹ thuật viên. Người kỹ thuật viên này sẽ được đăng nhập vào kênh TikTok để xem các chỉ số, xem là người ra người vào như thế nào. Thì các bạn sẽ bán hàng nhiều, các bạn cần có một bên agency, một đối tác của TikTok. Ok, bạn là Ngân Hí, bạn nhận tài liệu cũng được, đăng ký cũng được, tùy bạn. Bạn muốn đăng ký thì tài liệu gửi về nhanh hơn, được chưa? Còn muốn nhận tài liệu không sao cả, rồi vẫn gửi, nhưng mà nó lâu hơn một chút nữa cả nhà. Rồi, vô cùng cảm ơn rất nhiều người đã vào trong nhóm ký để học. Ok, rồi, đây là những thuật toán. Cả nhà hiểu không ạ? Thuật toán. Rồi, Duẩn sẽ nói thêm khoảng 15 phút nữa nha. Nói thêm 15 phút nữa để chúng ta đi ăn cơm trưa. Tiếp tục về live stream. Thì bây giờ thế này, khi mà chúng ta hiểu thuật toán như này rồi thì vài người bắt đầu ăn gian này không? Hello cả nhà. Có nghĩa là sau khi mình hiểu 7 cái yếu tố này khiến một live stream xu hướng thì bắt đầu có nhiều người ăn gian. Làm thế nào để biết ăn gian hay không ăn gian? Thì TikTok nó thông minh, mới làm thế sau. Đây là một con đường TikTok trải dài hoa hồng. Bao nhiêu người thấy rằng là TikTok là một bỏ vàng không ạ? Bao nhiêu bạn biết rằng TikTok là một bỏ vàng, ghi là bỏ vàng đúng không ạ? Mọi người tập trung, không cần hỏi khác, tập trung học, được học ở đây, từ người hỏi khác nữa. Dạ, là gì ạ? Là gì ạ? TikTok là bỏ vàng. Bao nhiêu người nghĩ rằng TikTok là bỏ vàng, ghi là bỏ vàng đi ạ? Hãy ghi bỏ vàng. Duẩn nghĩ không phải bỏ vàng đâu, mà là bỏ kim cương luôn. Duẩn chưa bao giờ bán hàng online mà nó trở nên dễ dàng như TikTok bây giờ. Trong tay Duẩn vừa nãy không có sản phẩm. Duẩn kiếm được tiền ngay đúng không? Đang chia sẻ mà nhỉ? Vừa bán được sản phẩm thông tin, vừa làm vật lý, mà không cần phải mất sức gì cả. Ôi trời ơi, hay không ạ? TikTok có ngon không? TikTok có video không? Tất cả các nền tảng nào thì nếu mà bán sản phẩm dưới 1 triệu thì không thằng nào bằng TikTok. TikTok là số 1 ở hiện nay về bán hàng dưới 1 triệu. Không có nền tảng nào bán hàng mà hay hơn TikTok hiện nay, mà nhàn như hiện nay, mà kiếm được nhiều tiền như hiện nay. Thì TikTok là gì ạ? Bỏ kim cương. Cả nhà ghi rằng là kim cương. Nếu bạn nào mà chưa kiếm được kim cương trên này thì phải lập tức làm đi, đừng chờ đợi nữa. Biết bao nhiêu người ngoài kia, những bà nông dân không? Những người shipper không? Bà Tân Vlog này, bà Sảnh Vlog này, những anh shipper này, họ kiếm được bao nhiêu là tiền ở trên TikTok rồi, mà bây giờ nhiều người còn chưa kiếm được tiền. Bạn nào chưa kiếm được tiền thì nhớ ngày mùng 1 tháng 4, ngày mùng 2 tháng 4 học lớp của Duẩn, và nếu học xong không kiếm được tiền quay lại chửi Duẩn, đo nhiên Duẩn, được chưa? Duẩn trả bạn mỗi người 1 triệu. Nếu học xong mà làm y chang Duẩn hướng dẫn mà không kiếm được đồng tiền nào, Duẩn sẽ tặng cho mỗi người 1 triệu. Ok cả nhà? Cả nhà có học không ạ? Ai học kia đã học, ai mà học kia là học, phải tìm mọi cách vào kênh của Duẩn, đăng ký vào trong nhóm kín. Hiện tại có 317 người đăng ký rồi. Các bạn nhớ nha, ở trên trang chủ của Duẩn nha. Ở trên trang chủ của Duẩn, ở trên trang chủ có đường link đăng ký. Cả nhà nhìn nha, Duẩn có ghi là 1 tháng 4 và 2 tháng 4. Nhớ đăng ký. Và tối ngày mai bắt đầu học. Ok cả nhà, hẹn mọi người vào tối ngày mai từ 8 giờ tối đến 2 giờ sáng. Ok nhé cả nhà. 190 người đang xem live stream rồi. Hãy thả tim tiếp không ạ? 194 người rồi. Tất cả những điều này đều được chia sẻ này cả nhà hiện đây. Chúng tôi là gì ạ? Người tập này. Đấy, ôi trời ơi, xin chào mọi người, xin chào chú Duẩn đi ạ. Xin
Yeah, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cả nhà tin không? Tôi là làm tập về tập. Gần đây tôi có ra ngoài Hà Nội, tôi có đào tạo công ty ô tô. Tôi có được một anh Vũ Đức Thuần có mời tôi về chia sẻ một vài những cái trải nghiệm nho nhỏ của tôi cho việc anh đấy. Thì bao nhiêu người muốn học, ghi là muốn học được không ạ? Hãy bình luận muốn học để xem có đủ quyết tâm không anh chị. 200 người đã xem live stream rồi cả nhà. Ôi tuyệt vời quá. Rồi ok cả nhà nhá. Rồi Duẩn sẽ chia sẻ trong nhóm kín. Bởi vì hôm đó Duẩn sẽ ở nhà, Duẩn có xe máy tính, Duẩn sẽ có nhiều công cụ hơn để chia sẻ nhiều hơn ở nhà, anh đúng không? Rồi tiếp theo là bây giờ con đường TikTok trải dài hoa hồng này thì làm như nào. Ví dụ đây có một người số 1 họ làm live stream, người số 2, người số 3, người số 4, người số 5, người số 6, số 7, số 8, nói chung là sẽ có 8 người live stream cùng một lúc. Thì ban đầu TikTok rất thông minh, rất công bằng, cho mỗi một bạn 50 người xem live stream, đúng không ạ? Ai cũng được như vậy hết đấy, cứ gửi cho bạn 50 người xem live stream. Bắt đầu TikTok tính toán cái gì ạ? Đầu tiên đó là tỷ lệ giữ chân khán giả lại like của mình, giữ chân anh chị phải làm mọi cách để có thể giữ chân khán giả lại phải không? Hôm qua chúng ta học từ khóa là gì ạ? Khán giả đứng ở ngoài đường, khán giả sẽ gì ạ? Sẽ hỏi mình sẽ gì ạ? Chào loạn lên, chào bạn Bảo, chào bạn Trường, chào bạn Tuyền, chào bạn Xuân, chào bạn Quang Anh, của anh là mình chào loạn lên để thấy nó đông vui, họ sẽ ở lại. Sau mình có quà đúng không? Mình thấy có quà không? Mình tặng quà không? Tặng quà ở lại không? Rồi nói tiếp là gì ạ? Bí mật chưa bao giờ được nghe ở đâu đó phải không? Cần tôi xin 5 phút thôi, mọi người có thể rời khỏi live stream bất kỳ khi nào, nhưng mà làm ơn tôi xin 5 phút thôi, ở 5 phút nữa thấy hay ở lại thêm phải không? Đây là gì ạ? Tỷ lệ giữ chân người xem ở lại, giữ được càng nhiều người TikTok càng cho thêm người xem mới, ok không? Rồi ví dụ ông này có thêm 100 bác xem, sau một thời gian ông này còn có 20 người xem thôi, ông này còn 10 người xem thôi, thì TikTok sẽ phân bổ này. TikTok bảo thằng này thông minh quá, tao cho mày có 50 mà mày giúp tao thêm 100, tao cho mày thêm người xem phải không? Được không? Đấy, tức là thêm người xem thì thằng này được đề xuất, được TikTok đề xuất để cho nhiều xem hơn nữa, ok không ạ? Rồi tiếp tục này, tiếp tục giữ chân rồi. Cái thứ hai là follower, có nghĩa là bây giờ có một số là an gia, nó biết rằng là tổng số mắt xem người xem là đông là ok, vậy thì mua mắt xem được không? Có rất nhiều thuật toán mua mắt xem, ví dụ họ nuôi một lúc 500 tài khoản TikTok của một lúc, khi mà mình like cho 500 tài khoản ảo vào nhỉ và xem được không, đúng không? Thì lúc đó vẫn có thả tim, nhưng mà chẳng cũng follower, bởi vì 500 tài khoản đấy đã từng follow trước đây rồi, hết khả năng follower được không? Vậy là như cùng là hai thằng, bốn thằng 100 mắt xem, nhưng một thằng Nga có 5 thằng follower, còn thằng kia không có ai follower hết, chứng tỏ thằng kia là thằng ảo, hiểu không? TikTok xem chỉ số tiếp là trong phiên livestream của mình có nhiều người follow không. Rồi hello cả nhà ơi, cả nhà hãy cho Duẩn xin một follow được không ạ? 166 người đã xem livestream của Duẩn, nếu mà ai mà chưa follow kênh của Duẩn nhá, nhớ follow kênh của Duẩn, hãy cho Duẩn xin một cái follow được không ạ? Hãy làm ơn ủng hộ Duẩn một cái follow để Duẩn có được 500.000 follower và để Duẩn có thể giúp được nhiều người hơn, ok là follower. Thứ ba là tương tác, nếu livestream của mình mà chán quá, chẳng có ai tương tác gì hết đấy, đúng không? Không có ai tương tác, không có ai gì à? Bình luận thả tim chia sẻ gì hết là bị fail. Phải có tương tác liên tục, bình luận thả tim chia sẻ hỏi đáp các kiểu, có đạt hiểu tặng hoa thì như vậy là chim là thật là chim sống. Cuối cùng là mua hàng, trong live stream của mình có bán được hàng không, đúng không? Đấy, đúng không? Trong tương tác thì có thả tim, có bình luận, có chia sẻ, tất cả mọi thứ ok ở nhà. Thì đây là gì à? Thuật toán của TikTok. Rồi Duẩn sẽ nói thêm một điều cuối cùng nữa, một điều cuối cùng trước khi kết thúc buổi livestream này, anh chị em nhớ chia sẻ về livestream này, ok? À bây giờ như này nữa, bởi vì cái livestream này khá là dài, cái livestream này khá là dài, chết rồi, chết rồi, để ý này, cái livestream này khá là dài, thì cái livestream này dài như sau này, Duẩn đã tặng cho anh chị em cái livestream này, cái livestream này hiện tại đã được là 1 tiếng 10 phút rồi, và rất nhiều người vào sau không có cái video đầu đuôi đúng không? Thì bạn nhớ gì ạ? Ấn nút follow, chia sẻ livestream này lên một hội nhóm rồi nha. Hãy chia sẻ lên trang cá nhân hoặc chia sẻ cái livestream này lên một hội nhóm. Duẩn sẽ gửi toàn bộ cái livestream này, Duẩn sẽ tải cái livestream này về nhà, Duẩn sẽ gửi cho từng người một
ok cả nhà, bởi vì cái livestream này khá là dài, rất nhiều những điều bí mật. Các bạn hãy chia sẻ phiên livestream này vào trong một nhóm, trong một cộng đồng của các bạn, hoặc lên trang cá nhân, hoặc là chia sẻ tối thiểu khoảng 10 người bạn đi, thì Duẩn sẽ tặng cho bạn toàn bộ cái video livestream này. Ai muốn nhận không ạ? Ghi tôi. Bạn nào muốn nhận toàn bộ cái livestream của ngày hôm nay cộng thêm các quà tặng nữa thì ghi là tôi đúng không ạ? Ghi là tôi nhá. Nếu bạn muốn, rồi đang có 165 người chia sẻ rồi, Duẩn muốn nhìn thấy 200 người chia sẻ đúng không ạ? Tặng thêm cho 35 người nữa chia sẻ phiên livestream này để Duẩn tặng thêm cho video này luôn. Bởi vì xem xong một lần không kịp nhớ, ngày mai về thì phải như này, ngồi xem lại toàn bộ cái livestream này của Duẩn, xem Duẩn nói như thế nào, làm như thế nào, làm tương tự không ạ nhỉ? 174 người rồi, đủ 200 người cả nhà nhá. Tặng quà cho đủ 200 người chia sẻ phiên livestream này, toàn bộ quà tặng phía trước cộng thêm toàn bộ cái video livestream ngày hôm nay, ok không nhỉ? Ok rồi, Duẩn nói phần cuối cùng ở đây là làm thế nào để livestream của mình lên đề xuất thật là nhanh, các nguồn khách hàng lên đâu? Chúng ta có nhớ là gì ạ? Trăm sông đổ về đâu ạ? Trăm sông đổ về biển lớn này không? Trăm sông đổ về biển lớn thì trăm con đường đổ về livestream. Mình làm thế nào để có thật nhiều nguồn khách hàng đến với livestream của mình? Đây là một nội dung cuối cùng. Nếu các bạn chịu khó thêm 2 phút, các bạn sẽ biết những cái điều bí mật mà những người khác không biết. Hãy rút lần thả đi, hãy chia sẻ phiên livestream này đúng không ạ? 183 người rồi, Duẩn đã tặng cho 200 người. Nếu bạn chia sẻ nó lên trang cá nhân nhà mình và tag tên bạn bè của mình vào nhá. Ok. Rồi, nguồn đầu tiên là nhóm. Có nghĩa là hiện tại anh em đều có nhóm không chị? Ví dụ chúng ta nhà học trong lớp học này, chúng ta chia livestream, hãy gửi phiên livestream của mình vào trong nhóm, anh em lên xem có được không? Ủng hộ được không? Hoặc có group, như Duẩn có khoảng độ là 30 hoặc là 40 nhóm group của mình, muốn nhóm vài trăm người, thì khi Duẩn làm livestream, Duẩn sẽ lấy đường link livestream này gửi vào trong nhóm, được không? Cách một thì là nhà gửi cái livestream vào nhóm, rồi. Cách thứ hai là mình làm thông báo trước, mình sẽ có thông báo từ trước. Ví dụ mình ở trên phần mềm sờ chim tạng, mình được kết lên lịch đúng không? Từ báo trước anh em xem. Và ở trong một thông báo này có thể thêm là gì? Đúng đủ đều, đúng ngày này, đúng giờ này, đúng hôm này là làm livestream thì cũng nhiều người xem phải không? Nào, tiếp tục mình làm livestream ở đây nữa chưa? Đúng đủ đều. Ba, phải kiên trì anh chị nhá. Ngày nào phải làm livestream đúng đủ đều thì người ta sẽ follow kênh và người ta chờ đợi mình. Họ chờ đợi làm livestream cơ. Mình không livestream alo mình ơi, Duẩn ơi sao không livestream mà lâu thế? Bữa giờ không có thầy livestream gì cả thì yêu hết rồi, đúng không? Đúng đủ đều. Tiếp tục là quảng cáo, mình phải một chiêu nữa là quảng cáo đúng không? Thì tí nữa còn cho cả nhà xem, Duẩn tiêu mất 250.000 thì có được bao nhiêu người đến với livestream của mình từ một quảng cáo được không? Đọc kỷ số rồi là quảng cáo. Thế thứ năm, sau khi quảng cáo xong này rồi mình làm gì nữa? Đó là việc làm video. Các bạn phải song hành giữa việc làm video và làm livestream. Có một số người rất nổi tiếng ở Trung Quốc, họ chấp nhận không cần làm video luôn, trên kênh của người này không hề đăng bất kỳ một video nào nhưng mà livestream rất nhiều người xem, bởi vì theo một trường phái tao không thèm làm video vẫn bán được hàng, vẫn livestream nhiều xem, nhưng mà nó là siêu sao mẹ rồi. Còn nếu anh chị nào mà cảm thấy mình làm video quá khó nhưng mà giỏi livestream vẫn được chưa nhỉ, thì tiếp theo mình làm video thì video lên xu hướng ấy thì lập tức sẽ có nhiều người xem livestream phải không? Nên tại sao rồi khi mọi người là gì ạ, phải làm các video viral. Ví dụ mình làm nhà thuốc, nếu mà thuốc suốt ngày không thì không ai xem đâu, phải làm video là gì ạ, hướng dẫn cách ăn làm sao cho nó khỏe đúng không, ăn thịt dê cho nó khỏe thì video đi xuống được không? Ví dụ mình làm video thích hành dê đi, bảo đảm được người xem có nên ăn thích hành dê hay không, ăn thích hành dê có gì ạ, tốt sức khỏe hay không, đúng không, có nên uống gì ạ, uống rượu ngâm với lại trái dê không, bảo đảm nó lên xu hướng không, lúc đó nó lên xu hướng lập tức khách hàng vào rất đông, mình bật livestream lên rất nhiều người xem. Ok rồi nha, đây là video. Tiếp tục là BK. Chuẩn ví dụ bây giờ anh Thuận cùng với Duẩn livestream, Duẩn và anh Thuận cùng lúc livestream cùng nhau trên TikTok, hai anh em mời nhau, anh Thuận ngồi ở Hải Dương, Duẩn ngồi ở Nha Trang cùng livestream và Duẩn sẽ bảo anh chị em nào là chủ nhà thuốc hãy follow kênh anh Thuận đi. Anh Thuận là rất giỏi về nhà thuốc, top 1 Việt Nam về nhà thuốc bây giờ. Thì
follow Duẩn sẽ follow kênh anh Duẩn, và ngược lại thì anh Duẩn cho nó gì ạ, ai mà làm TikTok thì Duẩn đi, ví dụ vậy, có gì ạ, đi kênh livestream cùng người nổi tiếng, mọi người thử đi ạ, cùng nhau livestream cùng nhau, tức là đỡ phải nói nhiều, thứ hai là có fan bao nhau, ngày đúng không, là đi kênh tiếp tục là không được toán là được nhận thứ bảy, đó là like ăn đề xuất, có nghĩa là vừa nãy Duẩn có nói đúng không chị, để like ăn đề xuất cũng có mấy thứ như sau, thứ nhất là quảng cáo, thả tim, bình luận, chia sẻ, follower đúng không, thì mình ăn cái này chỉ like đề xuất đúng không, có lúc đỉnh cao nhất bao nhiêu người ạ, hơn 300 người xem phải không, anh có gì đề xuất đang là xu hướng đúng không anh chị, rồi tiếp tục một cái điều nữa là 24 giờ, trong vòng 24 giờ vừa qua đây anh tưởng sẽ hỏi rồi sao 24 giờ vừa qua mình làm video có vi phạm không, video mình làm live có vi phạm không, hoặc là mình làm shop mình sẽ bán hàng bằng shop của chính mình có vi phạm không, nếu cả ba yếu tố này mà không vi phạm mà tốt thì TikTok shop nó sẽ cho mình nhiều người xem là gì, được chưa không, 24 giờ trước đây mình có làm ăn tử tế hay không thì nó cho người xem nhiều hơn, còn trước đó mình làm đẻo nó như người xem mình dùng không đấy, nên mình làm phần đào ngoài tất cả các bên này thì mình tử tế mình làm ẩu nó lung ta lung tung mất năng lượng thì lần sau không ai xem nữa thì thành đúng không, rồi và cuối cùng bao gồm tất cả mọi thứ này như Duẩn có nói là sứ mệnh một thứ gì đó thì ở đây gọi là điểm bùng phát, điểm bùng phát Duẩn ví dụ bản thân Duẩn thường xuyên live stream trung bình nhé, trung bình chỉ có khoảng 100 người xem thôi, đa số các bên live stream dao động 100 người xem, hôm nay là hên có rất nhiều chị em trong lớp học này nên là gì ạ, tăng lên trung bình là 180 200% cùng lúc là gì ạ, mà tăng thêm số người trong phiên live stream này ngày đúng không đấy, có nghĩa là gì ạ, điểm bùng phát có nghĩa là gì ạ, mình đang live stream có vài chục người xem thôi nhưng mình dùng tất cả mọi chiêu cùng một thời điểm luôn, đánh tất cả mọi chuẩn vù lên một phát 500 người xem cùng một lúc, ngày mai mình mở lên 100 người xem trên bình thường, hình dung không, có nghĩa là nó tăng đột biến đấy, thì ngày mai mà mình cảm thấy mà mình live stream mà kìa có 50 người xem là thấy nhục, tự nhiên mình sẽ cho lên 100, có ngu lắm 100 và cái nền tảng nó tự hiểu, nhưng mà nhà mọi điểm phát vậy mình tìm dùng mọi chiêu mọi kiến thức để có điểm phát. Và tiếp tục một cái điều nữa liên quan đến live stream, nó khá là khách khoe về chính sách, bản thân Duẩn đã từng live stream khóa 5 lần, có một lần là khóa vĩnh viễn, thì anh chị em không thể nào biết được tất cả những cái lý do vì sao họ khóa live stream của mình, mình phải làm thử, mình vi phạm thì mình kháng nghị là một, thứ hai là mình chờ vài ngày sau họ về không sao cả, thậm chí là khóa vĩnh viễn kênh còn nhỏ làm kênh mới sao đâu, sao phải sợ đúng không, cái làm live stream đầu tiên đơn giản nhất là người khác mình xem ngành nghề của mình ai đang live stream họ làm tốt thì ngồi nghe được không, thì mình đánh giá được không, rồi tiếp theo mình là gì ạ, không được lộ thông tin, ví dụ không được gì ạ, kêu gọi anh em để số điện thoại ở trên, mình không được để lộ số điện thoại mình ra, mình không được kéo khách hàng từ nền tảng TikTok sang nền tảng khác đúng không, tiếp tục mình không được để lộ tài khoản ngân hàng của mình, chứng minh thư của mình, lộ thông tin cá nhân của mình khách hàng ở trên, thứ hai là không được lôi kéo khách hàng sang nền tảng khác, ví dụ trong phiên live rồi có tên đăng ghi danh cả nhà vào đi ạ, ở trong phiên live rồi có tên đăng ghi danh này kìa, ở góc đây ở góc dưới cùng bên phải màn hình có ghi danh của tên ghi ạ, ở góc này ạ, tên ghi danh này kìa 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 không vi phạm, đúng không? Tên đăng ký của mình có thông tin, muốn đăng ký vào đó cũng không vi phạm, đúng không? Còn mình nói anh em ơi vào là la no đi là trên này, đúng không? Đấy. Ok. Tiếp theo, Duẩn một lần nữa bị khóa live stream là như này. Đây, Duẩn ví dụ, Duẩn nó mệt quá rồi, mệt chết mẹ nó không nổi nữa, thì mình lấy đoạn này, mình sẽ mở một cái video này lên, cho nó nói, cho mình nghỉ đấy, nó bảo mày đang phát live stream quá mệt luôn. Lần sau mình chắc là mệt quá rồi như này, mình sẽ để mặt mình ở một góc ở đây. Ở trong live stream này nó có khá nhiều nút. Mình sẽ bắt đầu nhỉ? Chuẩn bị như thế nào? Đây là chữ đúng không? Chữ ở đây thì ở trong cái phần ba chấm này, ba chấm ở trong live stream của Duẩn là nó có
đi vào đây có phần là gì ạ? Ánh sáng, ánh sáng. Thì sau này cả nhà khi livestream nó có phần này, ở góc ngoài cùng bên phải có ba chấm, phần chưa có đâu, ba chấm ở đây, ánh sáng, ánh sáng ở đây, mình bật lên như này, đây này, này. Đây chứ ở nhà ngược không, chứ ngược phải không, thì bật lên mình tắt đi thì lập tức là gì ạ? Hết ánh sáng, ánh sáng thì đó là không. Đây là một chức năng của trong livestream mình biết, mình tiếp tục các bạn rất nhiều cái điều tuyệt vời. Nó có nhiều cái điều ở chỗ này, mình tập mọi bạn nhé, có nhiều thứ các mình cần phải nhận được trong này. Rồi đây này, có chức năng mời, đây này, ở ngoài cái tay này, có biểu tượng vòng tay này, làm mời một ai đó là chính phủ, chuẩn cái mời người này, mời người này, mời người này, có nghĩa là ba người họ đang live stream chúng mình, thì mình được phép mời cái người này live stream của mình được không? Đấy, vậy nhỉ? Một chức năng này có cái hàng này, rồi sẽ mời một người đó ở đây là tiếp tục. Đây là xin chào nhá. Đấy, đây là có một người khác. Chúc chị bán được nhiều đồ nha, hôm nay cô Tia đấy nhỉ, hôm nay là bạn cô Tia đấy nhỉ, như gái 18 ấy nhỉ, xinh gái đấy nhỉ. Ok, bán hàng nha, bye bye chị, tạm biệt chị, bye bye chị nha, tạm biệt chị nha. Bán hàng tốt đấy nha, bye bye chị nha, em làm việc trước này. Bye bye chị, bye bye chị, bye bye chị. Ngày hôm nay này, bao nhiêu người bạn muốn sở hữu khóa học TikTok này với một mức giá cực kỳ tuyệt vời, chuẩn sẽ có 10 ngày đào tạo chuyên sâu cho anh chị từ việc xây kênh, biên tập video, live stream, quảng cáo, mà không chỉ quảng cáo trên TikTok đâu, quảng cáo đa nền tảng, auto bán được hàng. Bao nhiêu người muốn chuẩn chia sẻ từng bước một xây kênh TikTok 500.000 follower, cầm tay chỉ việc lên kịch bản, quay dựng video, cắt ghép video, mọi thứ TikTok từ A đến Z. Hiện tại khóa học này của Duẩn đang bán với giá như sau. Khóa học này Duẩn đang bán với giá là 6.868.000 đồng. 6.868.000. Tuy nhiên này, các cái lớp bình thường Duẩn sẽ giảm giá một xíu, còn 3.868.000. Tuy nhiên ở trong phiên livestream ngày hôm nay, duy nhất ba người bạn thôi, duy nhất nha, ba người nhanh tay nhất nhắn tin cho Duẩn là đăng ký lớp học TikTok Dynamic thời gian từ 1/4 đến 10/4 với mức giá cực kỳ ưu đãi 1.868.000. Đây là phá giá thị trường nhá, nhưng mà Duẩn muốn chiên mọi người, bởi vì mọi người đã gì ạ, yêu quý Duẩn, đã tham gia livestream này rất là nhiều rồi. Duy nhất 3 người thôi, đúng 3 người TikTok China VIP học 10 buổi, học phí không phải là 6.8,
không phải 3.8, 1.868. Bây giờ là 12:39, 12:49, đúng 13 giờ. Trước 13 giờ, bạn nào mà chưa nhắn tin, không còn suất này nữa, các bạn trợ lý rút gọn chết tin nhắn. Ai đăng ký chuyển khoản ngay, chuyển khoản ngay thì học phí là 1868. Học online nhá, học online trên online. Ok cả nhà, Duẩn xin phép kết thúc livestream ở đây. Và Duẩn cam kết với các bạn rằng nếu bỏ ra số tiền này cộng thêm 10 ngày học mà không được, Duẩn sẽ hoàn lại tiền. Mà Duẩn không chỉ hoàn tiền này đâu, Duẩn hoàn tiền gì ạ? Gấp đôi cho bạn luôn. Nếu học mà không hay, mà không hiểu được chưa cả nhà? Học xong mà không thích, mà không hài lòng, học xong mà không làm được, Duẩn sẽ chúc Duẩn hoàn tiền cho. Ok cả nhà, học phí 1.868.000. 3 người bạn nhanh nhất, bao nhiêu người học ghi tôi được không ạ? Để Duẩn xem có bao nhiêu người, bao nhiêu người sẵn sàng đầu tư với số tiền là gì ạ? 1.868.000. Học 10 buổi, học không hiểu Duẩn trả lại tiền, ghi tôi được không ạ? Cảm ơn bạn Ninh Nguyên, cảm ơn bạn user. Rồi các bạn nhắn tin nhá, đúng 13 giờ. Sau 13 giờ, ai không nhắn tin, ai không đăng ký là không còn ưu đãi nữa. Ok cả nhà. Rồi Duẩn xin phép kết thúc livestream ở đây. Duẩn còn tiếp tục đi ăn cơm đây. Xin chào mọi người nhé. Tuyệt vời, bye bye. Tạm biệt mọi người.